Trường 3936 chỉ có ngươi có thể chấn an hắn hai. Phải biết rằng, Phượng Vũ chính là lại âm hiểm xảo trá bất quá. Bích Vân cung cung chủ trần chờ lại trần chờ chờ nàng thật vất vả hạ quyết tâm muốn lao ra đi. Trực tiếp nhất chiêu đại hủy diệt thuật muốn xử lý Phượng Vũ cùng quân Lâm Nguyên thời điểm. Bỗng nhiên, trên bầu trời một đạo hắc ảnh rơi xuống đất. Đường nhìn đến kia đạo thân ảnh khi Bích Vân cung cung chủ bị dọa đến cương tại chỗ nơi nào còn dám lại dùng đại hủy diệt thuật xoay người quá xám xịt chạy xa đem bích vân cung cung chủ dọa chạy không phải người khác đúng là hô diên lão tổ hắn dừng ở tại chỗ ánh mắt đảo qua lập tức mày nhíu chặt ở đây mọi người nhìn đến hô diên lão tổ tiến đến cùng phượng vũ thân cận người sôi nổi cũng liền thôi cũng không biết phượng vũ cùng hô diên lão tổ quan hệ người giờ phút này tất cả đều sợ hãi đặc biệt là mấy ngàn mét ngoại đám kia tráng lá gan vây xem quần chúng giờ phút này bọn họ sôi nổi quỳ xuống, đầu chạm vào mà căn bản không dám động. Đây là đối lão tổ kính trọng. Ở bọn họ trong mắt, hồ diên lão tổ chính là bác Yến quốc định hải thần châm. So với bọn hắn bể hạ vị đều phải cao thượng, thần thánh không dung mạo phạm. Hồ diên lão tổ ánh mắt ở trước mặt mọi người đào qua, mọi người sôi nổi quỳ xuống đất. Đó là phong tầm cũng không dám ngoại lệ, cấp vị này tối cao cường giả quỳ xuống. Buông xuống đầu không dám ra tiếng. Bởi vì Hồ Diên lão tổ nhìn, rõ ràng sắc mặt không tốt. Bác Yến đế đô quỳ, hắn có cái gì lý do không quỳ? Phong Tầm ở trong lòng âm thầm cảnh giác chính mình, cũng không thể đại ý, chính mình sở dĩ có thể ở lại ở lão tổ tháp nội, kia đều là bởi vì Tiểu Vũ mặt mũi, nếu không có Tiểu Vũ nha đầu, chính mình ở Hồ Diên lão tổ trước mặt tính cộng hành nào? Ở đây duy nhất không có kính sợ chính là chỉ có Phượng Vũ. Phượng Vũ có chút cấp thiếu chút nữa, một tiếng lục sư huynh hô lên khẩu nhưng là nghĩ đến lục sư huynh dặn dò, phượng vũ lập tức đem này xương hô nuốt xuống đi. bởi vì lục sư huynh đã từng nói qua trên đời này có lợi hại địch nhân ở trong tối chung nhìn trộm. nghĩ vậy, phượng vũ vội đối hô diên lão tổ nói ngài mau giúp đỡ. cũng may khoảng cách gần liền không vài người, cũng chính là bác yến đế đại hoàng tử phong tầm mấy người này. này nếu là thay đổi những người khác nghe được phượng vũ dám như vậy cùng hô diên lão tổ nói chuyện còn không kinh trọng mắt đều chừng ra tới. Hồ Diên lão tổ thấy Phượng Vũ trên mặt dính huyết, sắc mặt kính lên. Phượng Vũ vội nói: Ngài mau giúp đỡ a. À? Hồ Diên lão tổ gật đầu, bắt lấy Phượng Vũ trong nháy mắt liền trở về tháp nội. Hắn lão nhân ra chừng mắt Phượng Vũ bay nhanh chạy trốn thân ảnh, trong lòng có điểm tiểu cảm xúc đâu, mà giờ phút này phong tầm tắc túm đang muốn bay đi cự điêu, điêu huynh mang mang ta. Cự điêu nhưng không nghĩ mang, Nề Hà Phong Tầm liền treo ở hắn cánh thượng không xuống, bởi vì nếu không có cự điêu mang nói, Phong Tầm nhưng vào không được. Cự điêu bất đắc dĩ, trừng mắt Phong Tầm, người ôm ta cánh ta như thế nào phi a, à, ôm chân. Hiện tại hắn nhưng lợi hại đâu, linh thánh cảnh điêu nga. Phong Tầm biết nghe lời phải hảo tích, tháp nội, Đường Phượng Vũ cắt khai quân lâm uyên trên người áo đen khi, nước mắt thiếu chút nữa rớt ra tới kia trắng nõn như ngọc gầy nhưng rắn chắc linh tu thân khu thượng che kín thương, có rất nhiều vết thương cũ, có rất nhiều tân thương, có mấy chỗ kiếm thương, thâm đều có thể thấy xương cốt. Phượng vũ cây mũi có chút toan, nàng hít sâu một hơi, đem này cảm xúc áp xuống đi, lúc này mới bắt đầu cấp quân lâm uyên trị liệu. Bất quá, ngoại thương hảo trị, nội thương lại không phải dễ dàng như vậy. Tấu chương xong. Trường 3937 chỉ có ngươi có thể trần an hắn ba. Vẫn luôn qua ba ngày, quân lâm uyên như cũ không tình. Phượng Vũ có chút sốt ruột, quay đầu đi tìm Hồ Diên Lão Tổ. Khấu khấu khấu, khấu khấu Phượng Vũ gõ cửa. Hồ Diên Lão Tổ đang ở đà tọa. Nghe được tiếng đập cửa, ngạo kiều nâng nâng cầm. Khấu khấu khấu, khấu khấu tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Hồ Diên Lão Tổ cố ý sụ mặt thanh âm trầm thấp tiến. Phượng Vũ đẩy cửa mà vào, nhìn đến hô Diên lão tổ ngồi xếp bằng đà tỏa. Lại còn có cô ý nhắm mắt lại, một bộ cao lãnh bộ dáng. Phượng Vũ, nàng chậm rãi dạo bước qua đi, ở hô Diên lão tổ trước mặt ngồi xong. Kết quả lão nhân ra chỉ lo chính mình tu luyện, đều không mang theo để ý tới nàng. Phượng Vũ cũng không biết chính mình nơi nào chọc lục sư huynh, mắt trông mong nhìn hắn. Lục sư huynh tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi, trong miệng tựa hồ lầm bẩm tu luyện. Phượng Vũ vươn tay nhỏ, túm túm lục sư huynh tay áo. Lục sư huynh không phản ứng. Vì thế, Phượng Vũ đi phía trước cỏ cỏ, lại lần nữa túm túm vị này bác yến đế quốc lợi hại nhất đại nhân vật tay áo, lục sư huynh. Lục sư huynh hồ diên lão tổ lúc này mới miễn cưỡng đôi mắt mị một cái phùng, nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái, sau đó lại nhắm lại. Phượng Vũ đều thiếu chút nữa bị hắn chọc cười, lục sư huynh như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu lục sư huynh lục sư huynh ngài liền giúp giúp ta bái phượng vũ nhưng không buông tha hắn bỏ qua đi ngồi vào hắn lão nhân ra bên người thấy lão nhân ra nhắm mắt lại nàng liền duỗi tay nắm hắn râu bạc khụ 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 vị này bác yến quốc phía sau màn đệ nhất cường già ho nhẹ một tiếng rốt cuộc mờ to mắt hắn nhìn phượng vũ liếc mắt một cái lại hư một tiếng phượng vũ đều bất đắc dĩ lục sư huynh tiểu vũ nha đầu nơi nào làm không hảo sao chọc ngài sinh khí sao lão tổ tông a à, người nào có cái gì làm không tốt người nhà đầu này làm cực hảo đâu nhìn một cái nhìn một cái lời này nói còn nói không tức giận phượng vũ nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ nơi nào chọc lục sư huynh sinh khí chỉ phải túng hắn cánh tay lục sư huynh không sinh sao lục sư huynh không tức giận được không Ô ồ ô ồ ô ô, lục sư huynh sinh khí kiểu vũ hảo khổ sở phượng vũ trên mặt viết đáng thương nhỏ yếu lại bất lực biểu tình này một bộ nàng nhưng biết cố tình hô diên lão tổ hắn lão nhân ra này vô số năm qua cũng chưa thân cận hơn người. Nơi nào chịu nổi cái này, lập tức mềm lòng, hắn lão nhân ra tức giận lầu bầu một câu. Có tiểu tình lang liền không cần sư huynh bái. Phụt, phượng vũ thật sự nhịn không được lập tức cười lên tiếng. Cười, cư nhiên còn cười xuất khẩu. Lục sư huynh tỏ vẻ thực buồn bực. Như thế nào sẽ không cần sư huynh đâu, lục sư huynh là tiểu vũ thích nhất sư huynh lạp nhất thích một cái đâu. Phượng Vũ không chút do dự liền nói xuất khẩu. Dù sao sư huynh bên trong nàng hiện tại cũng chỉ nhận được này một cái cho nên không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Hồ Diên lão tổ nội tâm lại là một trận kích động. Năm đó bọn họ nhưng đều là thân thù đem tiểu sư muội nuôi lớn, các sư huynh đệ đều đậu quá tiểu nha đầu, lấy các loại lễ vật đậu nàng, làm nàng nói chính mình mới là nàng thích nhất sư huynh. Tiểu nha đầu mạnh miệng thực lang là không nói, chính là hiện tại, hắc 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 chính mình quả nhiên là tiểu sư muội trong mắt tốt nhất sư huynh đâu. Nghĩ đến chính mình đem các sư huynh tất cả đều so đi xuống, hồ diên lão tổ nội tâm hắc 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 đắc ý thượng. Hắn khóe miệng tự nhiên cũng mang một ít ra tới. Phượng Vũ liền biết chính mình lời nói mới rồi hiệu quả. Đi sao, đi sao, lục sư huynh ngài mau cùng ta qua đi nhìn xem sao, quân lâm nguyên thương hào nghiêm trọng, chỉ có ngài mới có thể trị liệu hắn. Phượng Vũ túng lục sư huynh đi, tấu chương xong. chương 3938 cứu hắn sau một. Hồ Diên Lục Sư Huynh đối Quân Lâm nguyên cái này người ngoài quan cảm so với phía trước tốt hơn một chút rốt cuộc chính mình mới là sư muội thích nhất Sư Huynh, điểm này thượng đã thắng. Hồ Diên Lão Tổ mang theo Phượng Vũ Hùng Dũng Oai về đi xem quân Lâm Huyên. Hắn đây là bị rất nghiêm trọng nội thương A, Hồ Diên Lão Tổ quay đầu lại hướng về phía Phượng Vũ nói. Phượng Vũ nhìn Hồ Diên Lão Tổ nghiêm túc gật đầu ân ân ân. Nàng đương nhiên biết quân lâm uyên lúc này chịu chính là nội thương A, à, ngoại thương nàng đều đã băng bó hảo, sẽ không có vấn đề, nhưng nội thương. Phượng Vũ có thể cảm ứng được giờ phút này quân lâm uyên, linh hồn tựa như thiêu đốt đến chỉ còn lại có cuối cùng một tiểu tiệt ánh nến, minh minh diệt diệt liền lo lắng một cái sóng to qua đi. Liền hô diên lão tổ nhíu mày nói, này nội thương không hảo chị A. À. Phượng Vũ túm hô diên lão tổ ống tay áo, mắt trông mong nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Hồ Diên lão tổ mày nhíu chặt, Phượng Vũ biết hắn lão nhân ra ở yêu sầu cái gì. Muốn trị liệu quân lâm nguyên nội thương, chỉ dựa vào nàng thuốc viên là không được. Cần thiết đến có một vị siêu cấp cường giả dùng linh khí độ tiến quân lâm nguyên đan điền nội đến là phi thường lợi hại nhân tài hành. Phượng Vũ tràn ngập chờ mong đôi mắt nhìn Hồ Diên lão tổ, lấp lánh sáng lên. Hồ Diên lão tổ có chút dối rắm bởi vì chính hắn cũng chính tạp ở tấn chức trên ngạch cửa, linh khí thứ này tiêu hao xác thật có thể khôi phục nhưng quân lâm uyên thiếu niên này ai biết hắn sẽ hút nhiều ít. Hồ Diên lão tổ yêu sầu vuốt dâu, lẩm bẩm tự nói, hắn thiên phú càng cường, hấp thu linh khí càng nhiều. Hồ Diên lão tổ xem xét Phượng Vũ liếc mắt một cái. Phượng Vũ chạy nhanh lộ ra một bộ cùng lục sư huynh cùng bi biểu tình, còn phối hợp gật gật đầu hồ diên lão tổ thấy tiểu sư muội như thế lý giải chính mình tức khắc dễ chịu nhiều hắn lại lại lần nữa lẩm bẩm nói sư huynh này linh khi tích góp không dễ a à. này lập tức đều mau tấn trước ai có chút không tha a à. phượng vũ mắt trông mong nhìn hồ diên lão tổ bẹp cái miệng nhỏ kia tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ hồ diên lão tổ nhìn tiểu nha đầu muốn nói lại thôi tưởng nói lại sợ bị thương chính mình bộ dáng rốt cuộc vẫn là đau lòng nhà mình tiểu sư muội giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ thật sự một hai phải sư huynh trị hắn phượng vũ trong lòng cũng là rối rắm a một bên là mau tấn chức sư huynh một bên là sinh tử chưa biết quân lâm nguyên phượng vũ tiểu tâm tâm bắt đầu thiên nha trách đi dần dần thiên hướng người nào đó lục sư huynh tiểu cô nương bẹp bẹp cái miệng nhỏ thực đau lòng vút lục sư huynh dâu đáng thương vô cùng nói sư huynh thật vất vả mới chờ tới tấn chức tự nhiên là sư huynh tấn chức quan trọng nhất đến nỗi quân lâm uyên hắn hắn khiến cho hắn ai Hồ Diên lão tổ như thế nào có thể xem đi xuống cái này đâu. Bất quá thông qua vừa rồi tiểu sư muội nói, Hồ Diên sư huynh đã minh xác ở tiểu sư muội trong lòng. Chính mình cũng là quan trọng nhất đâu. Cố tình Phượng Vũ thấy hòa hậu không đủ, lại bỏ thêm một câu, chờ sau này thấy mỹ nhân sư phụ ta sẽ nói cho hắn, lục sư huynh đối tiểu vũ cực hảo cực hảo đâu, lục sư huynh hắn vừa nghe đến sư phụ. Hồ Diên lão tổ tức khắc thân mình dùng mình. Đúng vậy, trở về sau nhìn thấy sư phụ tiểu sư muội cùng sư phụ lại nói tiếp chuyện này, chẳng lẽ muốn nói chính mình thấy chết mà không cứu. Ai nhà này cũng thật chính là cứu cứu cứu. Sư huynh cần thiết cứu hắn. Vạn nhất về sau tiểu sư muội vĩnh thất sợ ái cô đơn một người trốn trong ổ chăn khóc liền tính mặt khác sư huynh để không tấu chết hắn, hắn đều phải tự trách chết. Người đi thủ môn, không được làm bất luận kẻ nào tiến vào. Tấu chương xong. chương 3939 cứu hắn sao hai. Người đi, giữ cửa bảo vệ cho, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Hồ Diên lão tổ phân phó Phượng Vũ. Phượng Vũ vội tiểu toái bộ chạy ra đi. Nghĩ nghĩ, Hồ Diên lão tổ xua xua tay, nơi này cũng không ai lại đây, tính, người đi đem này đem phá kiếm tu bổ hảo đi, thanh kiếm này cùng hắn tâm linh tương thông, nếu là tu không tốt. Hắn này nội thương sở cũng khó trị. Phượng Vũ đôi tay tiếp nhận chu thiên kiếm, thật cẩn thận ôm vào trong ngực thanh kiếm này sắc thật tàn phá không thành bộ dáng, thân kiếm che kín vết dạn, thậm chí mũi kiếm đều đứt gãy, thân kiếm thiếu một tiểu tiết. Phượng Vũ tưởng lưu lại xem lục sư huynh như thế nào trị liệu quân Lâm Uyên, chính là hắn lão nhân ra không được trực tiếp vung tay lên đem Phượng Vũ cấp tống cổ đi ra ngoài. Phượng Vũ trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng hiện tại có lục sư huynh vị này siêu cấp cường giả ở quân Lâm Uyên hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng thở phào một hơi, quyết định trước đem chuôi này chu tiên kiếm cấp chữa trị hồ diên lão tổ luyện khí phương phượng vũ nhìn chằm chằm chu thiên kiếm phát ngóc này kiếm thời trẻ liền đi theo quân lâm uyên mấy năm nay quân lâm uyên tiến bộ bay nhanh nhưng chu thiên kiếm rõ ràng có chút theo không kịp thực lực của hắn bằng không lần này cũng sẽ không chịu không nổi băng rồi một tiểu khối phượng vũ tay vỗ chu thiên kiếm trong đầu nhanh chóng điều động chính mình đã từng bối qua luyện khí tri thức bỗng nhiên nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời Nàng nhớ rõ sư phụ đã từng làm nàng bối quá nửa bức thần binh luyện khí quyết nếu có thể chu thiên kiếm luyện chế thành nửa bức thần cấp hơn nữa là trưởng thành hình nói vậy không thể tốt hơn. Bất quá yêu cầu thần thiết. Gì? Phượng Vũ tìm một vòng, phát hiện này không hổ là lão tổ luyện khí phường, thần thiết không chỉ có có, hơn nữa có tam khối. Hơn nữa thần thiết dựa theo tinh thuần độ từ tả hướng hữu Hàm thần thiết ước số độ dày càng ngày càng cao. Phượng Vũ liền bắt đầu dối rắm nàng lộc cộc chạy ra đi muốn hỏi một tiếng lục sư huynh chính là cánh cửa nhắm chặt cũng không biết bên trong tiến hành đến nào một bước vạn nhất quấy nhiễu đến lục sư huynh cùng quân lâm nguyên kỳ hậu quả liền nghiêm trọng phượng vũ lại lộc cộc chạy về luyện khí phường không hỏi mà tự dước là vì trộm cũng tuy rằng là lục sư huynh đồ vật nhưng nàng cũng không thể như vậy a à, chính mình trên người có lục sư huynh yêu cầu đồ vật sao a à, phượng vũ một phách đầu vừa rồi chính mình mặc niệm thần khí khẩu quyết giống như lục sư huynh liền sẽ không? Vậy lấy cái này cùng lục sư huynh đổi thành đi. Phượng Vũ lấy ra bút mực liền bắt đầu viết, viết vài tờ giấy, phong ở phong thư, đem này đè ở thần thiết phía dưới. Sau đó nàng liền lấy thần thiết ước số độ dày tối cao kia một khối bắt đầu chữa trị Chu Thiên Kiếm. Thời gian, một ngày một ngày qua đi Phượng Vũ ở luyện chế Chu Thiên Kiếm thời điểm cơ hồ đã quên thời gian, thẳng đến cuối cùng, Chu Thiên Kiếm nhiệt huyết sôi trào cơ hồ muốn đem toàn bộ luyện khí phường thiêu đốt lúc này yêu cầu huyết tự nhiên là quân lâm nguyên cái này chu thiên kiếm chủ nhân máu tốt nhất phượng vũ lại lộc cộc chạy ra đi nhưng là môn như cũ nhắm chặt không ai biết bên trong động tĩnh phượng vũ có chút lo lắng bên trong nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi nàng giơ tay muốn đẩy cửa ra lại phát hiện môn bị lục sư huynh phong ấn nàng căn bản không có biện pháp đi vào phía sau truyền đến chu thiên kiếm dị thường táo bạo động tĩnh Phượng Vũ cấp có chút sứt đầu mẹ chán, cũng thế, không có quân lâm uyên huyết, tạm thời trước dùng nàng huyết đi, một cái là long hoàng thần huyết, một cái là phượng hoàng thật huyết. Hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Phượng Vũ trong lòng như thế nghĩ. Chính là đương Phượng Vũ ở Chu Thiên Kiếm thượng nhỏ giọt chính mình máu khi chợt Chu Thiên Kiếm giống như là bị người một cái tắt chụp được đi dường như, hoàn toàn không có động tĩnh. Ngay cả nó trên người kim nguyên bản thiêu đốt ngọn lửa cũng tự hồ lập tức dừng lại gần nhất hai ngày vội vội, đổi mới khả năng sẽ không chừng khi định lượng, khụ khụ tố chương xong. Trường 3940 quân tiểu lưu Dấm một Phượng Vũ kinh ngạc nhìn trước mắt chuôi này chu thiên kiếm, nàng không biết thanh kiếm này làm sao vậy lập tức đắt lửa bộ dáng có điểm dọa người A, đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Phượng Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện là hô diên lão tổ vì thế nàng chạy nhanh hướng lục sư huynh vẫy tay, ngài, ngài mau tới đây. Giờ phút này hô diên lão tổ nhìn qua tình huống có chút không thật là khéo. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, hai mắt phù phiếm, ngay cả đi đường bước chân đều mang theo lảo đảo, hắn đi đến phượng vũ trước mặt lúc ấy thiếu chút nữa liền ngã. Phượng vũ vội tiến lên đỡ lấy hắn. Lục sư huynh, ngài phượng vũ nhìn đến hắn bộ dáng này, tức khắc chua sót, như thế nào liền đem lão nhân ra lăn lộn thành như vậy đâu. Bất quá nàng theo bản năng, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, lục sư huynh, ngài, ngài nơi này từ bên trong ra tới. Quân lâm uyên hắn thế nào? Ta đi xem hắn, nói, phượng vũ bỏ qua hô diên lão tổ liền phải hướng kia thạch ốc hướng. Đem hô diên lão tổ gấp khí. Nhìn một cái, nhìn một cái, còn nói thích nhất lục sư huynh đâu, kết quả nhìn đến lục sư huynh như vậy, còn chỉ một lòng nhớ thương nàng tiểu tình lang. Hồ Diên lão tổ túm Phượng Vũ, phượng vũ quay đầu lại lục sư huynh hồ diên lão tổ ngữ khí có chút chua lòm ngươi cái gì cấp hắn đang ở hấp thu luyện hóa đâu ngươi này vừa đi vạn nhất đem hắn đánh gãy làm hắn tẩu hỏa nhập ma ngươi sư huynh phía trước một phen khổ tâm không phải uổng phí phượng vũ tức khắc bị dọa sợ lại không dám đi bất quá nàng vẫn là thực kích động nhìn hồ diên lão tổ sư huynh sư huynh ngài vừa rồi ý tứ là nói quân lâm nguyên hảo sao quân lâm nguyên hắn tương thế không ngại có phải hay không hồ diên lão tổ xem xét phượng vũ liếc mắt một cái không quá tưởng cùng tiểu sư muội nói chuyện nhưng nhà đầu này vòng quanh hắn nói sao nói sao lục sư huynh ngươi nói chuyện sao quân lâm uyên hắn hiện tại tình huống như thế nào nha ai nha ngài muốn cấp chết ta nha hồ diên lão tổ chua lòm lầu bầu một câu quân lâm uyên quân lâm uyên mở miệng ngậm miệng quân lâm uyên hừ phượng vũ nhấp môi cười trộm lục sư huynh đây là ở ghen nha đều nói lão tiểu hài lão tiểu hài lục sư huynh bộ dáng này nhìn cũng thật giống lão tiểu hài. bất quá nhìn đến hồ diên lão tổ đầy đầu tóc bạc nguyên bản bóng loáng khuôn mặt giờ phút này lại nổi lên một tầng tầng nếp nhăn phượng vũ xem thực đau lòng vì thế mắt trông mong nhìn lục sư huynh cặp kia xinh đẹp đầu mắt hắc bạch phân minh thanh chia thấy đáy hồ diên lão tổ nơi nào chịu được tiểu sư muội như vậy ánh mắt tiểu sư muội chính là lấy tới sùng làm sư huynh còn không phải là muốn chịu thương chịu khó sao? này không thiên kinh địa nghĩa sao làm tốt như vậy tâm lý xây dựng hồ diên lão tổ liền nói yên tâm đi người tiểu tình lang hảo đâu người biết hắn là như thế nào tốt sao phượng vũ vô tội mà lại nghi hoặc nhìn hồ diên lão tổ hồ diên lão tổ liếc phượng vũ liếc mắt một cái đôi mắt u oán cực kỳ hắn hấp thu linh khí a người biết không hắn thế nhưng thật sự hấp thu người linh khí ngay từ đầu ngươi sư huynh ta cũng là ôm thử xem xem tâm thái, đưa vào linh khí đến hắn trong thân thể, nguyên bản nghĩ, dùng linh khí kích thích một chút hắn đan điền, sau đó liền rời khỏi tới. Kết quả là cái gì ngươi biết không? Hắn kia đan điền, cuồn cuộn vô biên, sâu không thấy đáy, ngươi sư huynh ta linh khí đưa vào đi vào, liền cùng nghiêu nhập bùn hải dường như, không thấy bóng dáng. Sau đó phượng vũ, sau đó như thế nào? hồ diên lão tổ hung hang thở dài sau đó ngươi sư huynh ta liền không phục a à. phải biết rằng sư huynh thực lực đặt ở này trên đại lục cũng là rất có thể đánh trừ bỏ mấy cái lão yêu quái thật đúng là không có gì người là ngươi sư huynh đối thủ chính là tấu trương song chương ba nghìn quân tiểu lưu dấm hai chính là quân lâm nguyên hắn chính là cái yêu nghiệt a à. Người sư huynh ta đưa vào non nửa linh khí, hắn đều không có phản hồi, lúc ấy sư huynh cảm thấy tình huống có chút không đúng. Cũng liền không đi thử. Kết quả ngươi nói như thế nào? Phượng Vũ rất phối hợp mở to hai mắt, lúc kinh lúc giống, như thế nào? Hồ Diên lão tổ khí một phách bàn, kia tiểu tử chính là cái giả heo ăn hổ, âm hiểm thật sự. Cái gì hắn linh khí không phản ứng? Gặt người. Đường sư huynh ta chuẩn bị đem linh khí thu hồi thời điểm, lại phát hiện linh khí thu không trở về. Hồ Diên lão tổ khí sắc mặt đỏ lên, "Phượng Vũ, a, à, như thế nào sẽ sau đó đâu?" Hồ Diên lão tổ cả giận, "Sau đó? Sau đó chính là ngươi Sư huynh cùng cái kia quân tiểu tử đấu pháp, cuối cùng Phượng Vũ thật cẩn thận, cho nên cuối cùng Lục sư huynh ngài thua." Hồ Diên lão tổ ở tiểu sư muội trước mặt chính là thực sĩ diện, há có thể nhận thua. "Sao có thể sẽ thua? Ngươi Lục sư huynh đời này chưa bao giờ từng một bài." Hồ Diên lão tổ hùng hổ Phượng Vũ ngạc kia hô Diên Lão tổ buồn bực một hồi, không thể không thừa nhận. Bất quá kia quân tiểu tử xác thật có điểm năng lực, hắn hắn cũng không tính thua đi. Phượng Vũ tò mò nhìn Hồ Diên Lão tổ kia rốt cuộc ai thắng ai thua à? Bất quá lục sư huynh thực lực theo lý do quân Lâm Uyên hiếu thắng, chính là hắn hiện tại có điểm thẹn quá thành giận nga nên không phải là Hồ Diên Lão tổ vỗ vỗ Phượng Vũ đầu nhỏ, tưởng cái gì đâu? Chúng ta mục tộc sẽ thua, tuyệt không khả năng. Phượng Vũ ân 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 gật đầu, không có lại dối dám vấn đề này. Nàng dơ chu tiên kiếm hỏi Hồ Diên lão tổ, lục sư huynh này kiếm tình huống như thế nào nha? Phía trước còn ngọn lửa tận trời, hiện tại đột nhiên tắt lửa dường như hoàn toàn không động tĩnh a. À. Hồ Diên lão tổ tức giận, đó chính là đem phá kiếm bên trong kiếm linh đã bị hao tổn. Dựa theo nhân loại tới phân chia nói tương đương với tổn hại thành ngu ngốc bộ dáng. Kỳ thật có thể đổi một phen kiếm, sau đó đem kiếm linh di đường hồ diên lão tổ bắt được phượng vũ đưa qua đi kia thanh kiếm khi hắn chợt cả kinh hẳn là kinh hãi bởi vì phượng vũ nhìn đến hồ diên lão tổ thân mình run lên một chút lục sư huynh phượng vũ nghi hoặc nhìn hắn lại thấy hồ diên lão tổ sắc mặt từ lúc bắt đầu trắng bệch chậm rãi truyền hồng lại đến đỏ lên hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm phượng vũ trong mắt lóng lánh phượng vũ đều xem không hiểu quang mang Phượng Vũ bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng có chút phát mau, như, như thế nào lạc. Hồ Diên lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Vũ kích động dâu đều ở nhảy, người kiếm linh không có ngu ngốc a à, không chỉ có không có ngu ngốc, nó còn nó còn biến dị. Phượng Vũ, biến, biến dị, này lại là tình huống như thế nào, như thế nào liền biến dị đâu, hướng tốt biến vẫn là hướng hư biến. Hồ Diên lão tổ ức chế không được nội tâm kích động, lớn tiếng nói, đương nhiên là hướng tốt biến này đã biến thành thần binh, ngươi biết có ý tứ gì sao? Phượng Vũ, nửa bước thần binh. Hồ Diên Lão Tổ kích động thẳng bảo thô khẩu thí. Cái gì nửa bước thần binh? Đây là muốn thành thần binh a à? Chân chính thần binh, thấy Phượng Vũ vẻ mặt mê mang. Hồ Diên Lão Tổ vội vàng trừng mắt nàng, còn nhớ rõ sư phụ chuôi này thức sao? Phượng Vũ mờ mịt lắc đầu. Hồ Diên Lão Tổ vội la lên, chính là ngươi niệm tư ngủ gà ngủ gật khi, sư phụ chiều ngươi kia thước. Nhớ rõ không? Phượng Vũ mờ mịt lắc đầu cho nên mỹ nhân sư phụ trước kia như vậy hôm sao? Hồ Diên lão tổ ai một tiếng, ngươi không nhớ rõ không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng thanh kiếm này vô cùng có khả năng sẽ diễn biến thành thần binh. Tấu chương xong. Chương 3942 quân tiểu bình Dấm chua. Phượng Vũ, ngài làm sao thấy được Hồ Diên lão tổ nói chém đinh chặt sắt, bởi vì này Chu Thiên kiếm bên trong đã là thần phôi, chờ đợi đến thời cơ thích hợp lập tức liền sẽ hóa thành thần binh. Phượng Vũ ngạc nhiên, đây là thật vậy chăng? Hồ Diên lão tổ vô ngữ liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, này tự nhiên là thật. Phượng Vũ vội lấy ra chính mình sao băng kiếm cấp Hồ Diên lão tổ xem, ngài xem xem ta này sao băng kiếm, bên trong là thần phôi sao? Phượng Vũ tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Hồ Diên lão tổ. Sao băng kiếm Hồ Diên lão tổ lấy ra kiếm tinh tế xem xét quá vừa lật cuối cùng đem sao băng kiếm đệ còn cấp Phượng Vũ. Trong lúc này, Phượng Vũ vẫn luôn hướng tràn ngập chờ mong mắt lấp lánh nhìn Hồ Diên lão tổ. Kết quả, Hồ Diên lão tổ lại vỗ vỗ Phượng Vũ bả vai, sau đó xoay người đi rồi. Kia biểu tình Phượng Vũ có thể nhìn không ra tới sao? Nàng sao băng kiếm bên trong cũng không phải thần phôi. Phượng Vũ sắc mặt tức khắc sụp đổ. Bất quá thực mau nàng lại nghĩ lại tưởng tượng chu thiên kiếm ngay từ đầu cũng không phải thần phôi a à, là đã trải qua cửu tử nhất sinh kiếp nạn sau lúc này mới cơ duyên xảo hợp thành thành thần phôi cho nên nàng sao băng kiếm vẫn là có cơ hội nghĩ vậy phượng vũ trên mặt xuất hiện chờ mong chi sắc bỗng nhiên phượng vũ cảm giác được có một đạo cực nóng ánh mắt đang ở nhìn chăm chú vào chính mình nàng ngẩng đầu chiều ánh mắt nơi phát ra chỗ nhìn lại quân lâm uyên nhìn đến quân lâm uyên phượng vũ lập tức trong lòng vui mừng giống như thỏ chạy chiều hắn nhảy nhót mà đi Quân Lâm Nguyên không biết ở kia đã bao lâu, cũng không biết hắn thấy cái gì, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Phượng Vũ lại không chú ý như vậy, nàng nhìn đến Quân Lâm Uyên đi ra, đặc biệt hưng phấn. Người như thế nào chính mình đi ra? Người thương thế không phải rất nghiêm trọng sao? Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người nội thương. Người sắc mặt thoạt nhìn thực tái nhợt, cũng không phải thực tốt bộ dáng Phượng Vũ xông lên đi sau luân phiên đặt câu hỏi, mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc quân điện hạ kia ngạo nhân ung dung tuấn nhan thưởng, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Phượng Vũ nhíu mày, lục sư huynh còn nói ngươi thương thế hào hơn phân nửa đâu. Nhưng người này sắc mặt thoạt nhìn hoàn toàn không giống hào hơn phân nửa bộ dáng A, hắn cư nhiên gạt ta. Quân điện hạ nhíu mày, lục sư huynh, ai nha, Phượng Vũ hận không thể chụp chính mình một miệng, nàng dưới tình thế cấp bách như thế nào đem bí mật này nói ra. Lục sư huynh nói qua, sư phụ còn có địch nhân ở trong tối trung nhìn trộm, không thể bị người biết tông môn. Nhưng là quân Lâm Uyên tuy rằng biết quân Lâm Uyên nhất định sẽ bảo mật nhưng không, quân Lâm Uyên cũng không thể nói, bởi vì bí mật một khi nói ra, liền không phải bí mật. Phượng Vũ theo bản năng le lưỡi, lộ ra một cái lấy lòng tê cười, lập tức nói sang chuyện khác ai, người như thế nào ra tới. Người thường thế như vậy nghiêm trọng, nếu là thấy phong liền không hảo. Tới tới ta đỡ người đi vào. Nói, Phượng Vũ sơ tay liền phải đi đỡ Quân Lâm Nguyên. Chính là, nàng tay nhỏ vừa mới đụng tới Quân Lâm Nguyên cánh tay, Quân Lâm Nguyên liền sắc mặt khó coi ném ra Phượng Vũ tay thiếu niên đôi mắt không mang theo độ ấm xoay người đi vào phòng trong. Phanh một tiếng, trực tiếp đem thạch thất môn đóng cửa. Quan, bế! Phượng Vũ nhìn đến hắn này rất khoát lưu loát động tác trợn mắt há hốc mồm Quân Lâm Nguyên ngươi cái này cầu tính tình. Bất quá cũng không tính quá khiếp sợ, bởi vì trước kia Quân Lâm Uyên chính là như vậy, hơi không bằng hắn ý liền sinh khí, sinh khí liền đem chính mình nhốt lại không thấy bất luận kẻ nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này là Quân Lâm Uyên đối nàng thái độ quá hiền lành, làm nàng sinh ra một loại Quân Lâm Uyên tính tình thực tốt ảo giác, trên thực tế. Vị này quân điện hạ vẫn luôn là kiêu căng không kềm chế được mẫn cảm dễ giận cầu tính tình đâu, Phượng Vũ ở trong lòng nghĩ chính là bị người cứ như vậy ném ở ngoài cửa thực mất mặt a à, may mắn không ai thấy hơn nữa phượng vũ hiểu biết quân lâm uyên tính tình biết hắn tức giận mau nhưng cũng hào hống thời gian kéo càng dài càng không hào hống cho nên đến sấn hiện tại hắn còn không có quá nổ mạnh thời điểm đến chạy nhanh đi vào dập tắt lừa nghĩ vậy phượng vũ đang muốn nhấc tay gõ cửa phụt một đạo thanh âm ở phượng vũ bên tai vang lên phượng vũ quay đầu nhìn lại phát hiện là cự điêu giờ phút này này chỉ cự điêu chính dựa ở vách đá hai chỉ cánh ôm cười hì hì nhìn phượng vũ nói cách khác vừa rồi nàng bị sập cửa vào mặt sự tất cả đều bị nó thấy này nhưng quá thật mất mặt phượng vũ ở trong lòng nghĩ cười thí a à, phượng vũ tức giận chừng nó cự điêu ngạc nhiên nhìn phượng vũ từ trên xuống dưới đánh giá như là đang xem cái gì kỳ quái sinh vật phượng vũ vô ngữ xem thí a à. Cự Điêu che miệng mà đi kia thân mình run rẩy, rõ ràng ở nghẹn cười đâu. Phượng Vũ còn nhìn đến thải phượng điểu đứng ở hắn đỉnh đầu, chúng nó còn có đối thoại. Cự Điêu, Hắc Nha Tiểu Phượng Hoàng cư nhiên cũng có ngày này ra. Tiểu Phượng Hoàng chỉ chính là Phượng Vũ, Cự Điêu cảm thấy kêu Tiểu Phượng Hoàng, như vậy Phượng Vũ liền cùng chúng nó là cùng loại, dễ thân gần nhiều. Thải Phượng Điểu vô ngữ ít thấy việc lạ. Cự Điêu, ta sao nhìn, nàng còn tưởng gõ cửa đi vào hống đâu? thải phượng biểu lại lần nữa vô ngữ ít thấy việc lạ trước kia cảnh tượng như vậy nó xem nhiều hảo sao cự điêu ta liền tưởng không rõ nàng chính là một cái tiểu cô nương ra ra còn muốn đi hống người khác mất mặt không mất mặt a à. thải phượng biểu ngạo kiều liếc cự điêu liếc mắt một cái đây là ngươi không hiểu cự điêu tò mò nguyện nghe kỹ càng thải phượng điều liếc nó liếc mắt một cái xem ở xa điêu đều có thể nói bốn chữ thành ngữ phân thưởng nó chậm gì gì nói dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta tiểu phượng hoàng trước nay không ăn qua mệt cự điêu nhưng nàng không phải bị kia quân lâm uyên ăn gắt gao sao a à, thải phượng điều vươn một cây móng vuốt nhỏ sai là quân lâm uyên bị chúng ta tiểu phượng hoàng ăn gắt gao cự điêu không hiểu thải phượng điều ngạo kiều liếc nó lướt mắt một cái, cho nên nói, ngươi là sa điêu a à, ai? nói ngọt điểm, nhận túng điểm, không có hại. cự điêu nghe được thải phượng điều nửa câu đầu liền tạc ai sa điêu? Ngươi nói ai sa điêu tới? ta chính là linh thánh cảnh, linh thánh cảnh nhị tinh đâu? tới đánh nhau a? À, thải phượng điều lục một khuôn mặt nhìn chúng nó càng lúc càng xa phượng vũ. Nàng chừng mắt trước này cửa đá, giơ tay liền phải gõ cửa chính là nghĩ đến cự điêu nói nàng một cái cô nương mọi nhà, dựa vào cái gì mỗi lần đều phải nàng trước hống. Không thể hiểu được bị phát giận, nàng thực ủy khuất hào sao. Hơn nữa hắn mỗi lần đều không thể hiểu được phát giận, tức giận Nga. Không quen người này tính tình, ái đạp mã có tức hay không? Phượng vũ khí xoay người chạy lấy người, trở lại nàng luyện khí phường thở phì phì ngồi xuống sau, Phượng Vũ mới phát hiện chính mình trong lòng ngực còn ôm Chu Thiên Kiếm đâu. Chu Thiên Kiếm thân kiếm đã luyện chế hảo, nhưng xuyên thấu qua thân kiếm. Mơ hồ có thể nhìn đến nội bộ cái khe Phượng Vũ trong đầu nhớ lại đế miếu trước kia từng màn. Quân Lâm Nguyên vì nàng đi tìm tả ra lão thái tổ phiền toái. Quân Lâm Nguyên vì nàng đi tìm tuyệt tình gốc hoa ra phiền toái. Quân Lâm Nguyên mang theo một thân thương thủ tín tới Bắc Yến quyết chiến. Cũng là vì nàng. Quân Lâm Nguyên bị buộc đến cuồng hóa, lại còn không quên đối nàng nói, hắn không có nuốt lời nguyên bản tức giận cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong lòng đối quân Lâm Nguyên thương tiếc, chậm rãi chiếm cứ tượng phong. Phượng Vũ ở trong lòng tưởng đây là cái kiệt ngạo khó thuần kiêu căng không kềm chế được bể nghệ thiên hạ cường thế bá đạo tà khí nghiêm nghị thị huyết tà nịnh bá đạo quỳ an nàng như thế nào sẽ đương. nhiên cho rằng hắn sẽ giống người bình thường như vậy hảo tính tình. Cũng thế cũng thế Phượng Vũ xoa xoa giữa mày, nói cho chính mình không giận không giận, tuyệt thế, thế thiên tài tổng cũng có chút khuyết điểm, quá hoàn mỹ ông trời sẽ thu. Phượng Vũ lại lần nữa ôm Chu Thiên Kiếm đứng ở thạch thất bên ngoài. Đến nỗi xa điêu cười không cười ái cười không cười, hừ, mất mặt một chút như thế nào là Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Phượng Vũ ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Thịt 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 thanh âm vang lên. Không có phản ứng, thịt thịt thịt, thịt tiếp tục gõ cửa. Bên trong im ắng, như cũ không có phản ứng nhưng Phượng Vũ biết quân Lâm Uyên ở bên trong bởi vì hắn tiếng hít thở nàng nghe thấy. Quân ca ca, quân ca ca là ta nha mở mở cửa nha trời đất chứng giám, Phượng Vũ chính mình kêu đều cảm thấy cảm thấy thẹn. Nàng còn nhìn chung quanh, sợ kia xa điêu sẽ phát ra phụt một tiếng cười. Quân ca 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 ca, ca 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 ca, khai hạ môn môn sao còn môn môn sao, ngươi là ba tuổi rưỡi sao. Trong phòng mỗ vị thiếu niên, vành tay xẹt qua một đạo khả nghi đỏ ửng. Hắn ở trong lòng nghĩ, nhà đầu này như thế nào như vậy không cần mặt mũi, như thế nào cái gì đều kêu ra tới. Thiếu niên thân hình banh, mặt cũng là banh, hắn đi qua đi, một phen kéo ra môn. Thiếu niên sụ mặt ung dung thâm thúy, ánh mắt lãnh khốc kêu căng nhìn chầm chầm phượng vũ, hung ba ba. Chính là chỉ tới ngực hắn vị trí nhỏ sinh thiếu nữ lại vẻ mặt tươi đẹp như ánh mặt trời sán lạn tươi cười, tươi cười ấm áp ấm áp, thanh âm mềm ấm ấm nhu, mềm như bông, tựa như dính nha dường như cơ hồ muốn xả ra đường ti tới. Nàng lôi kéo thiếu niên ống tay áo nói, hàm răng tiết trắng, đôi mắt cong cong, quân ca ca, người đói đói sao? Thân mình đau đau sao? Đói đói, đau đau, hống ba tuổi tiểu hài từ sao? Thiếu niên kiệt lực duy trì lãnh khốc biểu tình có một tia bính dấu vết. Hắn nguyên bản dự bị hung ba ba trường thiếu nữ liếc mắt một cái, đem nàng khí chạy đi, bởi vì thiếu niên cảm giác chính mình thực ủy khuất. Chính là hắn vừa mới hung hung mở miệng, hiện tại ta không nghĩ thấy. Không đợi hắn nói xong, thiếu nữ liền giống như một con tiểu thổ bắt từ giường như, chui qua hắn ống tay áo phía dưới, nhưng vẫn cây trốn thoát đi vào. Quân điện hạ, chẳng lẽ là vừa rồi hắn thanh âm không đủ lãnh? Quân lâm uyên phanh một tiếng đụng phải môn, kia trầm ngưng con ngươi nhìn chằm chằm ngồi ở bàn trước phượng vũ. Giờ phút này thiếu nữ đã ở bàn trước ghế đá ngồi hảo, nàng một tay chống cằm. Một bên còn chiều hắn chiêu chiêu, tới nha, tới này ngồi nha nàng tươi cười như ngày xuân ấm dương hắn vô lực chống cự tuy rằng trong lòng vẫn là biệt nữ nhưng thiếu niên khống chế không được tới gần ánh mặt trời bản năng nhưng hắn vẫn là có chút thở phi phi nữ chủ từ vị trí thượng đứng lên giống như tiểu thỏ mấy giường như nhảy nhót mà đến cố tình nàng hôm nay kia hồng nhạt áo choàng thượng liền có hai chỉ thỏ giấy lỗ tai màu trắng lông tơ thoạt nhìn tươi sáng linh động như nhau thần sắc của nàng người thân mình còn là khôi phục giai đoạn, cũng không thể lâu chạm, ngồi ngồi, mau ngồi xuống, nhưng ngàn vạn không thể lại thương tới rồi. Phượng Vũ nắm linh tu thiếu niên tay, đem hắn ấn tại vị trí thượng. Thiếu niên như cũ bảo trì hắn cao lãnh tiêu căng, nâng cầm, đôi mắt cũng cố tình không xem thiếu nữ. Thiếu niên khuôn mặt màu da trắng nõn, ung dung tự phụ, nhìn giống cầm y ngọc thực đôi ra tới quý công tử, nhưng viên vân phúc vũ gian, lại thay sơn biển máu. Thậm chí dọa cường quốc đế vương mặt như màu đất mà giờ phút này hắn biệt nữ giống cái tiểu hài tử. Phượng Vũ chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ, nhưng cũng chỉ dám tại nội tâm cuồng tiếu trên mặt nàng lại vẫn là không dám bởi vì nàng sợ quá vị này quân điện hạ sẽ thẹn quá thành giận chạy đi. Người cười cái gì, thiếu niên kiêu căng chất vấn, thái độ trên cao nhìn xuống. Này mệt Phượng Vũ là cái nhuyễn muội chỉ nếu là thay đổi cái thằng nữ kia khẳng định trực tiếp dỗi trở về ta cười cái gì quan người đánh rắm Giờ phút này Phượng Tiểu mềm muội cười ngâm ngâm nhìn chăm chú thiếu niên, ta cười là bởi vì ngươi lớn lên đẹp a, à, hoác. Phượng Vũ bất quá một câu thuận miệng nói, chính là thiếu niên vành tai lại mấy không thể thấy hiện lên một mặt đỏ ửng. Hồ, nói bậy gì đó, thiếu niên đừng xem qua đi, không hề chừng mắt Phượng Vũ xem. Phượng Vũ nhấp môi cười, lôi kéo quân lâm uyên ống tay áo, a nha, chúng ta không tức giận được không? Không tốt. Phượng Vũ Hoàng ống tay áo của hắn, quân ca ca, chúng ta không tức giận được không? Thiếu niên không có quay đầu lại, bất quá lần này cũng không có kiên quyết cự tuyệt. Phượng Vũ biết đây là thái độ buông lòng. Vì thế nàng bạch bạch chạy tới, ngồi xổm quân lâm uyên một khát sườn chân biên, ngưỡng đầu nhỏ, đôi mắt thanh triệt thấy đáy. Quân ca ca, chúng ta không tức giận sao, được không? Giống chỉ bị ủy khuất tiểu nãi miêu, nhưng nhận người đau. Thiếu niên nơi nào chịu trụ như vậy? trên mặt hắn lãnh khốc cũng banh không quá ở phượng vũ thấy hắn như thế liền biết hắn hết giận hơn một nửa vì thế rèn sắt khi còn nóng quân ca ca ngươi làm ta bắt mạch một chút ta phải biết rằng ngươi hiện tại khỏe mạnh trạng thái thế nào chỉ có như vậy ta mới yên tâm nàng nói liền đi bắt quân lâm nguyên thủ đoạn quân lâm nguyên đảo cũng không có đẩy ra hắn ở trong lòng yên lặng hừ nhẹ một tiếng ngươi còn biết quan tâm a à phượng vũ nhắm mắt lại ngưng thần bắt mạch thời điểm quân lâm uyên gặp kia thâm thúy trầm ngưng con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chăm nàng dung sắc chiếu người giàu hảo mặt nghiêng cơ hồ tham lam mà nhìn chăm chú đường thiếu nữ bắt mạch kết thúc mở mắt ra khi hắn ánh mắt nháy mắt liếc hướng ngoài cửa sổ một bộ lười đến xem nàng cao lãnh bộ dáng phượng vũ không chú ý tới cái này bắt mạch sau khi kết thúc phượng vũ rốt cuộc phun ra một ngụm trọc khí còn hảo phượng vũ như chút được gánh nặng không có quá nghiêm trọng nhưng vẫn là tương đối nghiêm trọng bởi vì lúc này đây thứ thương xuống dưới tương đương là thương càng thêm bị thương trước thương chưa lành thêm nữa tân thương khỏi hẳn lên rất chậm bất quá cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm đường phượng vũ quân lâm uyên lạnh mặt ừ một tiếng ngạnh bang bang như cũ không có cấp phượng vũ sắc mặt tốt thiếu niên phi thường muốn mặt phượng vũ lại tự hồ hoàn toàn không có nhìn đến hắn lãnh ngạnh biểu tình rất là nhiệt tình thân thiết lôi kéo hắn tay lần nữa dặn dò nói ta nhưng cầu xin ngươi kế tiếp ba tháng trong vòng đừng cử động võ đừng cử động võ ngàn vạn đừng cử động võ nhưng nhớ rõ thiếu niên ra vẻ cao lãnh ánh mắt lướt ngoài cửa sổ phượng vũ lại làm bộ xem bất quá cười quan tâm hiện tại mặt khác sở hữu sự đều không có ngươi quan trọng kế tiếp chiếu cố người thân mình là ta quan trọng nhất sự người yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách đến cùng. Thiếu niên ừ một tiếng, nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Phượng Vũ thực nghiêm túc nói, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi, cấp làm dược thiện giặt quần áo, bưng trà đổ nước, hầu hạ thỏa đáng. PS, kế tiếp lại có thể ổn định đổi mới lạp cầu xin tiểu nguyệt phiếu, đỉnh nắp nồi chạy tấu. Tấu chương xong. ba phùng ở lòng bàn tay thượng ta bảo đảm ngươi không cần động đến một ngón tay đầu gặp được nguy hiểm ta thượng gặp được sự ta chắn gặp được khiêu khích ta đánh nói ngắn lại ngôn mà tóm lại ngươi liền kiều chân đưa ngươi đại thiếu ra có việc ta tới làm thay quân điện hạ ánh mắt lại lần nữa yên lặng rời đi hướng nơi khác phượng vũ ngươi cứ yên tâm đem ngươi thân mình giao cho ta đi quân điện hạ nha đầu này nói chuyện thật là như vậy lộ liễu sao bất quá nguyên bản không rất cao hứng quân điện hạ nhìn đến thiếu nữ như vậy quan tâm chính mình trong lòng kia sợi buồn bực cũng dần dần mau không có lúc này thiếu nữ chuyện vừa truyền bắt đầu cười khổ trên mặt nàng lộ ra áy náy chi sắc thanh âm cũng mang theo vài phần cô đơn kỳ thật ta không có lập trường nói câu này bởi vì ngươi đều là vì ta mới đã chịu như vậy trọng thương một lần lại một lần thương càng thêm thương ngươi chính là thái tử điện hạ a à quân võ đế quốc hàng tỷ vạn con dân hy vọng bao nhiêu người phụng ở lòng bàn tay bảo bối không phải phụng ở lòng bàn tay bảo bối thiếu niên thanh âm lãnh u u không có người quân lâm uyên nói nói không quá minh bạch người bình thường thật đúng là nghe không hiểu lắm nhưng phượng vũ nghe hiểu hắn lời này ý tứ là không ai đem hắn phụng ở lòng bàn tay đương bảo bối phượng vũ một cổ thương tiếc cảm giác sông thẳng đầu buột miệng thốt ra không ai phùng ngươi đương trong lòng bàn tay bảo ta ân thiếu niên kia nóng rực như qua ngày thơm mắt rực rỡ lấp lánh. Nháy mắt quặc trụ Phượng Vũ. Bị như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm, Phượng Vũ đầu óc trống rỗng, nháy mắt bình tĩnh lại, nàng vừa rồi tưởng nói gì nha nàng ai nha ngu ngốc. Phượng Vũ vội sửa miệng ta, ta ta cảm thấy những lời này không đúng, người khác không nói, lão Phật ra liền đầu một cái không đáp ứng. Quân điện hạ trên mặt kỳ vọng biến thành thất vọng, đốn giác đần độn vô ngữ hắn cười nhạo bể nghễ Phượng Vũ liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa Chu Thiên Kiếm. Phượng Vũ ho khan hai tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, quân lâm uyên, ngươi vừa rồi làm gì sinh khí nha. Nhìn đến ta ngươi liền không cao hứng sao? Quân điện hạ sụ mặt đúng vậy, nhìn đến ngươi liền không cao hứng. Phượng Vũ nãi hung nãi hung nhìn chầm chầm quân lâm uyên, mà quân lâm uyên cũng nhìn nàng, hung ba ba. Một giây, hai giây, ba giây, mười giây. Phượng Vũ đầu tiên nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng. Nàng này cười tức khắc toàn bộ trong nhà không khí đều không giống nhau, nàng lôi kéo quân lâm nguyên ha 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 cười cái không ngừng. Thiếu niên vốn dĩ đã bị Phượng Vũ khuyên cảm xúc không nhiều ít. Nguyên bản cũng là giả vờ tức giận, bị Phượng Vũ như vậy một quấy rối hắn cũng banh không quá đi lên. Mau nói, ngươi vừa rồi làm gì sinh khí nha? Ta chính là thực quan tâm ngươi nha, lúc ấy ngươi thương thế nghiêm trọng, ta cứu không được ngươi nội thương chỉ có thể đi liều mạng cầu hô xiên lão tổ tới cứu ngươi. Hắn còn ném chu thiên kiếm cho ta, làm ta chữa trị bằng không thương thế của ngươi hảo không được, sau đó ta liền tung ta tung tăng chạy đến luyện khí phường. Thở hồn hển thở hồn hển bắt đầu chữa trị chu thiên kiếm. Ngươi cho rằng chu thiên kiếm hảo chữa trị sao? Không, này nhưng quá khó khăn, vì chữa trị chu thiên kiếm ta còn trộm đi sáu hô diên lão tổ thần thiết tới luyện chế đâu. Nếu bị hắn biết, không biết có thể hay không bị đánh chết. Phượng Vũ ủy khuất ba ba nói, quân điện hạ càng nghe, khóe miệng càng là hơi hơi dơ lên. Nhưng là đương Phượng Vũ vọng quá khứ thời điểm thiếu niên lại nhấp môi, cho nên Phượng Vũ căn bản không biết trước mắt vị này thiếu niên nội tâm đã thoải mái. Nguyên lai like ngươi vẫn là quan tâm ta sao? Hừ, thiếu niên ở trong lòng ngạo kiều tường. Phượng Tiểu Vũ a Phượng Tiểu Vũ, ngươi bây giờ còn nhỏ, cho nên không thông suốt. Người đây là ở quan tâm bổn điện, ngươi đây là ở thích khụ khụ, đãi bổn điện rảnh rỗi, hào hào chỉ điểm chỉ điểm ngươi. Càng là như thế tưởng, quân điện hạ liền càng đắc ý, đắc ý đến phượng vũ đều phát hiện hắn khóe miệng dơ lên độ cung. Quân Lâm Uyên, ngươi cười. Phượng vũ kinh hỉ nhìn hắn. Quân Lâm Uyên liếc nàng liếc mắt một cái, như cũ ngạo kiều, thề tốt phủ nhận, không có. Phượng vũ, chính là có ta thấy. Ngươi không chỉ có cười, còn đắc ý, nói. Ngươi ở trong lòng trộm cười ta cái gì? quân lâm uyên, tiểu ngốc tử. Phượng Vũ tức điên, ta như vậy quan tâm ngươi, kết quả ngươi cư nhiên ở trong lòng cười ta tiểu ngốc tử. Người 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 tức chết ta lạp, quân điện hạ đắc ý dầm gì một tiếng, bất quá trong lòng còn có nghi vấn, ngươi cùng hô diên lão tổ là cái gì quan hệ. Hắn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, một chút giảm sóc cơ hội đều không cho, một bên hỏi còn một bên nhìn chầm chầm Phượng Vũ đôi mắt làm nàng trốn tránh đều trốn tránh không được. Vấn đề này đây là cái hảo vấn đề phượng vũ nghiêm trang quân điện hạ kiều chân bắt chéo ngươi có thể trốn tránh ngươi có thể không nói phượng vũ đôi mắt sáng ngời thật vậy chăng quân điện hạ mỉm cười mặt nhìn nàng phượng vũ buồn bực lầu bầu một câu liền biết ta liền biết quân lâm nguyên cái này bảo quân bảo quân thiếu niên đắc ý rào rạt nhìn nàng phượng vũ ở trong đầu nhanh chóng suy tư chuyện này đầu tiên nàng đã nói lậu miệng hô một tiếng lục sư huynh cho nên chuyện này là không thể gạt được đi nếu nói cho quân Lâm Nguyên chân tướng. Nếu không nói cho quân Lâm Nguyên chân tướng Phượng Vũ quay đầu yên lặng nhìn quân Lâm Nguyên mà giờ phút này cũng nghiêm túc nhìn chăm chú Phượng Vũ, xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Phượng Vũ thở dài cuối cùng vẫn là nói, nếu ngươi nhất định phải biết đến lời nói cũng không phải không thể nói cho ngươi, nhưng chuyện này là ta từ lúc chào đời tới nay lớn nhất bí mật. Ngươi đã biết lúc sau nhưng chính là người của ta quân Lâm Nguyên, khủ khủ phượng vũ ta ý tứ là ngươi đã biết bí mật này lúc sau liền cùng ta một cái trên thuyền có biết hay không quân lâm uyên ừ một tiếng tựa hồ có chút không kiên nhẫn đã biết đã biết nhưng hắn nội tâm nhưng vẫn tuần hoàn phượng vũ phía trước nói câu nói kia phượng vũ nghiêm trang nói ta tiếp theo nói ngươi cần phải nghe hảo ta phượng thiên tài thiếu nữ vũ thân phận chính là đến không được đâu ngươi không nghe lầm hồ diên lão tổ là ta lục sư huynh quả nhiên như thế quân lâm uyên hơi hơi nhíu mày lục sư huynh phượng vũ đắc ý rào giặt ân quân lâm uyên phía trước còn có mấy cái sư huynh phượng vũ năm cái nha đại sư huynh nhị sư huynh tam sư huynh tứ sư huynh ngũ sư huynh quân lâm uyên muốn nhiều như vậy sư huynh có tác dụng gì liền không có sư tỷ Phượng Vũ hắc một tiếng, ta cũng hỏi qua lục sư huynh vấn đề này đâu, hắn lão nhân ra nói, không có sư thì tất cả đều là sư huynh, hơn nữa mỗi người đều rất lợi hại Nga, đúng rồi. Người biết ta tam sư huynh là ai sao? Quân Lâm Uyên, ai? Phượng Vũ hắc hắc một tiếng, giống tiểu lão thử dường như thẳng nhạc ta tam sư huynh, sở thiên tiếu nha. Quân Lâm Uyên là thật sự kinh ngạc một cái hô diên lão tổ một cái sở thiên tiếu hai vị này nhưng đều là thời xưa kỳ liền đứng lặng tại đây khối trên đại lục đại lão cấp nhân vật quân lâm uyên hiện tại thực lực tuy rằng đã rất mạnh nhưng cũng chỉ là ngược ngược linh thánh cảnh trung giai kia vài vị hắn hiện tại thực lực còn vô pháp cùng hô diên lão tổ cái này cấp bậc ngạnh kháng quân lâm uyên sư phụ ngươi là mục phượng vũ gật gật đầu quân lâm uyên nhìn chằm chằm phượng vũ các ngươi sư môn thật đúng là lợi hại phượng vũ hắc hắc gật đầu hơi đắc ý đó là bất quá lục sư huynh nói chuyện này không thể ra bên ngoài nói hắn cũng không thể công khai nhận ta vì tiểu sư muội bởi vì bên ngoài có sư phụ địch nhân ở mà ta thực lực yếu nhất địch nhân vô cùng có khả năng sẽ tìm tới ta quân lâm uyên đôi mắt hắc trầm sư phụ ngươi còn sống phượng vũ đó là đương nhiên quân lâm uyên nhưng là hắn lại không thể ra tới phượng vũ ngươi như thế nào biết Quân Lâm Nguyên vỗ vỗ Phượng Vũ đầu nhỏ. Nếu hắn có thể ra tới, ngươi còn không biết sẽ đắc ý thành cái dạng gì đâu. Phượng Vũ liếc nhìn hắn một cái, ta nào có như vậy nông cạn. Quân Lâm Nguyên, người chỉ biết so với kiếp biểu hiện càng. Phượng Vũ uy uy uy, Quân Lâm Nguyên, ngươi tìm đánh có phải hay không? Quân Lâm Nguyên vỗ vỗ Phượng Vũ đầu, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, nội tâm lại sớm đã hiếu thắng tâm khởi. Mục Cửu Châu, Mục Cửu Châu, Mục Cửu Châu, hắn ở trong lòng mặc niệm phượng vũ kéo kéo quân lâm uyên cánh tay cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi mắt trông mong nhìn hắn ăn à, quân điện hạ âm điệu thượng chọn phượng vũ đây là chúng ta hai người cộng đồng bí mật ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài bằng không ta sẽ chết ta hiện tại chính là đem tánh mạng đều giao cho ngươi trong tay ta vốn dĩ không nghĩ nói nhìn ta này miệng nhìn đến ngươi liền cái gì đều nói ai quân lâm uyên ngươi nhạc cái gì nhạc đem khóe miệng thu một chút Thiếu niên lại cười, tươi cười, cười xưa nay chưa từng có ánh mặt trời sáng lạn, hắn vuốt tiểu nha đầu đầu nói, ngươi thả chờ ta, không lâu tương lai, thực lực của ta sẽ so mục cửu châu còn cường, khi đó. Thiên hạ liền không ai có thể uy hiếp đến ngươi. Lời này, quân lâm uyên không chỉ có là nói cho Phượng Vũ nghe, đồng thời cũng là nói cho chính hắn nghe. Nhà hắn tiểu cô nương đâu có thể nào vẫn luôn sống ở tử vong uy hiếp chung. Hắn không bỏ được, liền nhân điểm này, hắn cũng muốn trở thành này thiên hạ đệ nhất nhân sau đó quỳ một gối hướng nàng cầu thân ta quân lâm uyên hộ ngươi một đời trường an nghĩ vậy quân điện hạ khóe miệng tươi cười lại nhộn nhạo mở ra phượng vũ cùng quân lâm uyên không biết sự này toàn bộ tháp đều là hồ diên lão tổ pháp khí cho nên bọn họ đối thoại tự nhiên cũng không thể gạt được hắn lão nhân ra hồ diên lão tổ tưởng cũng không phải là ta tưởng nghe lén là hai người các ngươi người trẻ tuổi chính mình nói chuyện không cẩn thận trách ta lạc nghĩ đến tiểu sư muội đem như vậy quan trọng bí mật nói cho quân lâm uyên hồ diên lão tổ tức khắc liền có chút không cao hứng hắn lẩm bẩm một câu ngàn công đạo vạn công đạo làm ngươi không cần ra bên ngoài nói không cần ra bên ngoài nói ngươi vẫn là nói ai quả nhiên nói không sai nữ sinh hướng ngoại a à, ai hồ diên lão tổ cảm thấy chính mình đến tìm cá nhân phun tào đi này tháp là vô pháp đãi hồ diên lão tổ ra tới thời điểm chính gặp được phượng vũ Phượng Vũ thực vui sướng chào hỏi, lục sư huynh, lục sư huynh đôi tay bối ở sau người, ngạo kiều nâng cầm, hư. Sau đó ngânh ngang mà đi, Phượng Vũ chào chào đầu, lục sư huynh lại phạm tật xấu. Mà giờ phút này bác Yến Hoàng Cung, trong ngự thư phòng, bác Yến Đế còn không có hoàn toàn bình phục xuống dưới. Bởi vì phát sinh sự thật ở quá lớn, triều đình trọng thần sôi nổi tới gặp. Đều bị bác Yến Đế đuổi đi, làm hắn chỉ đương không chuyện này phát sinh đuổi đi mọi người sau, bác Yến đến lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi cho khí, này cũng thật chính là tai bay vạ gió. Bởi vì đã xảy ra chuyện này, cho nên bác Yến đế hạ lệnh cha rõ. Sau đó hắn liền bắt được trong tay tin tức. Nhiều tích công chúa thế nhưng cùng đông tang liên minh quốc tế tay. Còn có quân võ đế quốc tả gia cùng hoa ra còn có bích vân cung năm gia liên thủ ngắm bắn, bắt giết phượng vũ kết quả bị phượng vũ tránh thoát mà quân lâm nguyên lại hoàng tước ở phía sau chạy đến kinh dương tả ra cùng hoa tình gốc hoa tộc đưa bọn họ lão tổ đều thiếu chút nữa cấp diệt bác yến đế chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh nhiêu tích a à, nhiêu tích ngươi thiếu chút nữa hủy hoại bác yến a à. bác yến đế đem trong tay thật dày một chồng giấy tạp đến bàn thượng phát ra phanh một tiếng vang lớn đi đem nhiêu tích công chúa mang đến bác yến đế tức giận nói nhưng mà bác yến đế thanh âm vừa mới rơi xuống bên ngoài liền truyền đến một đạo thanh âm nhiêu tích công chúa đến Bác Yến Đế nghe được lời này, cười nhạo một tiếng, nàng còn dám tới. Làm nàng lăn tới đây. Nhiêu Tích công chúa là khóc lóc tiến vào. Phụ hoàng nàng tiến vào sau, liền tiểu toái bộ chạy đến khoảng cách Bác Yến Đế 10 mét chỗ ở ngoài, hai đầu gối quỳ xuống đất đi phía trước dịch phụ hoàng, phụ hoàng ngài không cần quá khổ sở. Thân mình quan trọng a. À. Bác Yến Đế bị Nhiêu Tích công chúa này vừa ra làm ngốc, làm chậm không cần khổ sở. Bác Yến đế nghi hoặc ánh mắt nhìn nhiêu tích công chúa, theo bản năng hỏi, Trẫm khổ sở cái gì? Nhiêu tích công chúa gấp giọng an ủi nói, phụ hoàng, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cành hoa. Kia phượng vũ sớm ba chiều bốn, nhìn nhưng thật sự là quá làm giật, nàng. Chờ, đợi chút, bác Yến đế chỉ vào nhiêu tích công chúa, người hảo hảo nói chuyện, đem đầu lưỡi cho chẫm loát thẳng nói, phượng vũ như thế nào liền sớm ba chiều bốn. Nhiêu Tích công chúa, Phượng Vũ không phải cấp phụ hoàng ngài mang mang lục nàng không phải phụ hoàng ngài phi tử sao? Bác Yến đế bị dọa đến sắc mặt trắng bệch trắng bệch, hắn cấp một chân đá hướng Nhiêu Tích công chúa, nói bậy gì đó. Nàng khi nào là chậm phi tử? Lời này ngươi dám nói bậy, chậm giết ngươi. Nhiêu Tích công chúa, chính là chính là phụ hoàng ngài không phải đối nàng sủng ái chậm không xứng. Không chờ Nhiêu Tích công chúa nói xong, cầu sinh dục rất mạnh bác yến đế vội vội vàng vàng liền mở miệng ngươi còn dám nói bậy chẫm sai người đem ngươi miệng xé trời đất chứng giám hắn thật đúng là không mơ ước quá phượng vũ nàng sắc thật thật xinh đẹp cực hạn tuyệt mỹ nhưng hắn thật sự không xứng nếu hắn dám có như vậy một đinh điểm ý tưởng lão tổ sợ là sẽ trực tiếp xé hắn bác yến đế ở trong lòng nghĩ nhiều tích công chúa cả người đều là ngốc tại sao lại như vậy phụ hoàng không phải thích phượng vũ sao nhưng phía trước Phượng Vũ cùng quân Lâm Uyên hai người ở rõ như ban ngày dưới ấp ấp ôm ôm. Tình trạng ý thiếp chẳng lẽ Phụ Hoàng một chút đều không tức giận sao? Vẫn là nói, Phụ Hoàng hiện tại đối nàng lời nói đều là trang. nhiều thích công chúa ngẩng đầu nhìn Bắc Yến đế tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra thật giả. Nàng tìm kiếm ánh mắt đối thượng Bắc Yến đế. Bác Yến Đế bị chọc tức còn không tin chẫm lời nói. Còn không tin, Bác Yến đế dưới sự giận dữ, nhấc chân đối thượng Nhiêu Tích công chúa chính là một đá. Hiu, Nhiêu Tích công chúa bị đá tại chỗ sau này đào hoạt, vẫn luôn hoạt đến cạnh cửa. Bị ngạch cửa ngăn trở mới tính xong việc bằng không đã sớm đào hoạt đi ra bên ngoài. Bất quá chỉ như vậy, cũng đã đau Nhiêu Tích công chúa thẳng rớt nước mắt. Bác Yến đế còn chỉ vào nàng mắng, ngươi lại hố chẫm. Ngươi lại hố chẫm thử xem. Này bác Yến, nếu là lão tổ nguyệt ý nói, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự có thể tránh được hắn lão nhân ra pháp nhãn, kết quả nhiêu tích cư nhiên như thế hố hắn. Cái gì phượng vũ là hắn phi tử, ai ra nhưng đánh đổ đi tưởng cũng không dám tưởng. Ai nha, cầu hạ tiểu nguyệt phiếu tấu chương xong. mươi 3944 một viên lão phụ thân tâm nhiêu tích công chúa thẳng đến giờ khác này mới chân chính ý thức được phụ hoàng ở sợ hãi. Nhắc tới Phượng Vũ là phụ hoàng phi tử chuyện này, phụ hoàng thế nhưng sợ thành như vậy. Phụ hoàng là ở sợ hãi quân Lâm Nguyên sao? Không nên a. À. nhiêu Nhiều tích công chúa nghĩ quân Lâm Nguyên xác thật thực lực rất cường đại thực khủng bố, nhưng đó là mất khống chế sau khi cuồng hóa hắn. Không có mất khống chế nói quân Lâm Nguyên là linh thánh cảnh cao dai đi. Phụ hoàng thật sự không nên sợ thành cái dạng này bác yến đế lại tưởng đá người này khuê nữ sinh ra chính là cùng hắn đòi nợ sao cái hay không nói nói cái dở một cái phượng vũ đã đủ làm người buồn bực hiện tại lại đề quân lâm uyên hai người kia thêm ở bên nhau bác yến đế đau đầu đến cực điểm lan 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 bác yến đế không nghĩ nhìn thấy nhiêu tích công chúa phụ hoàng về nữ nhi gả quân lâm uyên sự nhiêu tích công chúa vội vàng ra tiếng bác yến đế dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nhiêu tích công chúa ngươi nói cái gì nhiêu tích công chúa vụ hoàng ngài đã quên sao? phía trước ngài đồng ý nữ nhân gả quân lâm uyên đó là chắc phi thân phận nữ nhi cũng nguyện ngươi là heo sao? bác yến đế thật sự nhịn không được dùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn nhiêu tích công chúa chậm trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi nhiêu tích công chúa thông minh tuyệt đình, thậm chí còn từng động quá lập ngươi vì chữ quân ý niệm nhưng hiện tại xem ra chấm thật là vạn phần may mắn không có làm như vậy, chấm nếu là lập ngươi, cái này Bắc Yến quốc ly mất nước cũng liền không xa. Như vậy giáp mặt và mặt nhiêu tích công chúa chỉ khi sắc mặt đỏ lên. Bác Yến đế, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi âm thầm làm những cái đó sự. Người khác cũng không biết đi, ngươi gạt chấm trộm lấy bác Yến danh nghĩa cùng đông tang liên minh quốc tế tay cùng quân võ đế quốc đích vân cung tả ra, hoa ra liên thủ cùng ngắm bắn phượng vũ sự, ngươi nên sẽ không cho rằng chấm thật sự không biết đi. Phụ hoàng, việc này kỳ thật. Bác Yến Đế, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Sẽ không có bất luận cái gì có hậu quả đi. Ngươi nên sẽ không cho rằng này thiên hạ nên quay chung quanh ngươi chuyển đi. Ngươi nên sẽ không cho rằng quân lâm nguyên rộng lượng đến ngươi đuổi giết hắn người yêu thương, hắn còn sẽ nghênh thú ngươi vì chắc phi đi nhiều tích công chúa sắc mặt càng thêm tái nhợt, phụ hoàng, việc này nữ nhi có thể giải thích kỳ thật quân lâm nguyên đối phượng vũ, có lẽ chỉ là mặt mũi tình, nữ nhi có tin tức nơi phát ra. Bọn họ hai người. Bác Yến đế khí sắc mặt xanh mét, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Bác Yến đế đem một phong thơ đạp nhiều tích công chúa trên mặt. Nhiều tích công chúa mở ra vừa thấy, phát hiện đó là quân lâm nguyên tin tin trung tướng nàng làm sự rõ ràng viết rõ ràng báo cho bác yến đế cũng tỏ vẻ làm phiền bác yến đế khán hộ phượng vũ một đoạn thời gian ít ngày nữa hắn đem tự mình tới cửa bái phòng gặp một lần nhiêu tích công chúa bác yến đế chỉ vào nhiêu tích công chúa ngươi nên sẽ không cho rằng quân lâm nguyên này có thể hay không liền thật là cùng ngươi ngồi uống uống trả tâm sự đi nhiêu tích công chúa bị dọa đến suy sụp ngồi quỳ với mà hắn hắn muốn làm cái gì cho nên phụ hoàng đối phượng vũ giữ gìn là bởi vì quân lâm nguyên này phong thư kia mặt trên uy hiếp nói rõ ràng trước mắt nếu là bắc yến đế không làm theo đó là cùng quân võ đế quốc trăm năm là địch hắn quân lâm nguyên ngày nào đó chắc chắn nguy cấp diệt bắc yến xác chết trôi ngàn dặm máu chảy thành sông xác chết trôi ngàn dặm máu chảy thành sông a đế quốc trăm năm là địch a liền bởi vì muốn hộ Phượng Vũ, hắn quân Lâm Nguyên có lẽ ra này trở lời hứa, ngươi còn dám nói, quân Lâm Nguyên đối kiên nha đầu chỉ là mặt mũi tình. Ngươi còn dám lại trợn tròn mắt nói dối sao? Bác Yến Đế bị chọc tất cả người phát run. Trời biết đương hắn bắt được này phong thư thời điểm, nhìn đến này giữa những hàng chữ uy hiếp khi có bao nhiêu phẫn nổ. Thần là một cái đế vương, bị người như thế uy hiếp. Lúc ấy hắn hận không thể lập tức khởi binh, thẳng tới quân võ đế quốc giết hắn cái long trời lở đất. Bác Yến đế tuổi trẻ khi cũng là cái nhiệt huyết nam nhi. Chính là đương hắn nhìn đến đế miếu trận chiến ấy. Nhìn đến cuồng hóa bùng nổ sau quân Lâm Uyên nhìn đến Phượng Vũ cùng quân Lâm Uyên ôm nhau thân mật hắn biết bác Yến quốc đại thế đã mất. Vận mệnh quốc gia không ở bác Yến bên này. Vận mệnh quốc gia ở quân võ đế quốc A. Cùng thiên tranh cái gì đâu. Này không phải tìm chết sao nhiêu tích công chúa lần này thật sự bị dọa tới rồi nàng nước mắt trực tiếp nữ nhi không biết nữ nhi không biết sẽ bị phát hiện nữ nhi thật sự không biết bác yến đế xua xua tay ngươi đi đi nhiêu tích công chúa luống cuống phụ hoàng ngài cứu cứu nhi thần đi phụ hoàng nữ nhi nguyện ý chuộc tội liền tính cùng quân lâm uyên không thành kia kia không phải còn có phong tầm sao nữ nhi nguyện ý ủy khuất chính mình gả phong tầm bác yến đế hít sâu một hơi gả phong tầm nhiêu tích công chúa ân 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 Bác Yến Đế hít sâu một hơi mới ức chế trụ nội tâm lửa giận, hắn nghĩ thầm, còn gả phong tầm đâu, người có thể hay không giữ được này mạng nhỏ đều còn không biết đâu. Chậm xem đại khái suất là khó bảo toàn. Bác Yến Đế nhớ rõ Phượng Vũ phía trước nói qua, nàng cũng không thích quân Lâm Uyên, nàng cùng quân Lâm Uyên cũng không phải như vậy quan hệ hy vọng, hy vọng là như thế này đi. Hy vọng ông trời cấp bác Yến chừa chút cơ hội. Đem nhiêu tích công chúa nhốt lại. Bác Yến Đế xua xua tay, dùng sau xử lý bất luận nhiêu tích công chúa khóc có bao nhiêu thảm thiết, lần này Bác Yến đế đô không có lại mềm lòng. Hắn trong lòng trang chính là cái này quốc gia. Hồ Diên lão tổ cõng đôi tay, đi ở trên đường cái. Bởi vì Hồ Diên lão tổ không phải ở tháp nội, chính là đang bế quan, cơ hồ bất xuất thế, chỉ có hoàng tộc số rất ít người gặp qua hắn thân ảnh. Cho nên đương hắn cõng đôi tay hành tẩu ở trên đường phố khi, thật đúng là không ai nhận ra tới. Hồ Diên lão tổ chắp tay sau lưng đi tiểu khí phô, Hồ Diên lão nhân nhìn thấy lão tổ thiếu chút nữa quang ngã cái té ngã, lúc sau càng là vâng vâng dạ dạ cung cung kính kính, thật cẩn thận. Hồ Diên lão tổ là tìm người phun tào, lại không phải tìm người quỳ hắn, đốn giác không thú vị, xua xua tay, lập tức đi rồi. Nhưng hắn vừa đi, Hồ Diên lão tổ lại một mông ngồi dưới đất. Hồ Diên giật thần, ra ra, ra ra. Hồ Diên lão nhân, lão tổ hắn, hắn lão nhân ra tới này là hồ diên giật thần cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống lão tổ tám đời cũng chưa chủ động đã tới tiểu khí phô như thế nào bỗng nhiên bỗng nhiên hồ diên giật thần một phách đầu a à, ra ra ngươi còn nhớ rõ sao phía trước ta tới kêu ngài đi giúp tiểu vũ nhà đầu tới chính là đế miếu trận chiến ấy lúc ấy ngài không phải không ở sao lão tổ nên không phải là tới trách cứ ngài đi hồ diên lão nhân a à hắn gấp đến độ xoay quanh, chính là, lúc ấy hắn thật sự không ở A, à, nếu ở nói khẳng định sẽ giúp tiểu phượng vũ A. À. Này nhưng không xong mà giờ phút này hô diên lão tổ, hắn nào biết đâu rằng. Chính mình bất quá là muốn tìm cá nhân phun tào, như thế nào liền như vậy khó. Ai, năm đó các bạn già, chết chết, trầm miên trầm miên, liền bọn họ mấy cái mục môn đệ tử còn ngẫu nhiên tại thế gian sinh động, thật là, tìm cái lão gia hòa tâm sự đều khó. Bất chi bất giác. Hồ Diên lão tổ vào hoàng cung. Bác Yến đế lúc này mới vừa đem Nhiêu Tích công chúa ném vào đại lao giam giữ, hắn chuẩn bị quay đầu lại tham tham Phượng Vũ khẩu phong, nhìn xem có thể hay không nhẹ tha một ít. Nếu là làm quân lâm Nguyên động thủ nói, Nhiêu Tích liền thật là tử lộ một cái. Liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm, một đạo đạm màu xám bóng dáng đi vào hoàng cung. Bác Yến đế chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, hắn theo bản năng quay đầu tới. Lão tổ bác yến đế kinh hô một tiếng bị dọa đến sắc mặt đều có chút trắng nhìn nhìn một cái này một đám đều dọa thành như vậy còn sao nói chuyện phiếm khó được hứng thú lên nghĩ tới một chút nhân loại bình thường hành vi hô xiên lão tổ cảm giác hảo khó ngài lão nhân ra như thế nào tới ngài mau mời ngồi xin mời ngồi bác Yến đế dù sao cũng là đương hoàng đế, tố chất tâm lý so mặt khác cái khá hơn nhiều, nhìn thấy lão tổ trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm thân mình run lên một chút, trong lòng run một chút ngoại. Thực mau liền khôi phục bình thường, chẳng qua so ngày thường cung kính một ít. Hồ Diên lão tổ cảm thấy, bác Yến đế miễn cưỡng còn tính cá nhân, có thể nói điểm tử lời nói, vì thế hắn liền ngồi xuống. Trà, mau mang trà, thượng tốt nhất trà. Bác Yến đế đối bên người đại thái giám đưa mắt ra hiệu. Vị này công công hàng ngày đi theo bác Yến Đế bên người, nhất sẽ xem ánh mắt, gật gật đầu bước nhanh đi ra ngoài tự mình pha trà đi. Ai má ơi, tự nhiên là hô diên lão tổ là lão tổ tông A. Vị này công công cảm giác lòng bàn chân có điểm mềm. Hồ Diên lão tổ đối này đó lại cũng chưa xem ở trong mắt, hắn lão nhân ra ngồi ở kia, thần sắc có chút đồi đồi. Bác Yến đến nội tâm kích động A, đây là lão tổ A phải biết rằng hắn đương hoàng đế nhiều năm như vậy nhìn thấy lão tổ số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hằng ngày lão tổ có phân phó căn bản không thấy mặt một đạo thần thức thâm nhập đến hắn trong đầu phân phó xong hắn lão nhân ra liền không hề xuất hiện có thể xưng là đơn tuyến truyền lại mệnh lệnh cho nên ở bắc yến đế trong ấn tượng nhà bọn họ lão tổ là một vị cao lãnh ngạo mạn người sống chớ gần cao cao tại thượng thần tiên chính là giờ phút này lão tổ nhìn có như vậy điểm giống người liền cảm giác cũng sẽ có nhân loại cảm xúc. Đây chính là đại sự A. Bác Yến Đế ở hồ Diên Lão Tổ hạ đầu ngồi xổm hắn không dám ngồi. Hồ Diên Lão Tổ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngồi. Bác Yến Đế có điểm do dự hắn không xứng A. Hồ Diên Lão Tổ hoành hắn liếc mắt một cái, không ngồi xuống, chẳng lẽ muốn hắn nâng mặt cùng người ta nói lời nói. Thấy Lão Tổ tông thần sắc khó coi, bác Yến Đế biết nghe lời phải chạy nhanh ngồi bất quá hắn cũng không dám toàn ngồi, mông liền dính điểm biên. Giờ khác này, bác Yến Đế xem nhưng minh bạch những cái đó triều đình văn võ bá quan nhóm ở trước mặt hắn là cái gì cảm thụ này thật cẩn thận thấp thòm bất an dục. Bất quá chỉ cần tưởng tượng, hắn phía trên cũng cũng chỉ có như vậy một vị lão tổ tông, hơn nữa vẫn là che chở bác Yến quốc định hải thần châm, bác Yến Đế nội tâm tức khắc liền cân bằng. Hồ Diên lão tổ hoàn toàn không ý thức được chính mình tồn tại mang cho bác Yến đế lớn như vậy áp lực, lúc này đại thái giám chính đưa nước trà lại đây, hắn lão nhân ra sách theo bát trà. Nước trà ở trong chén truyền nha truyền nha, bác Yến đế trong lòng có điểm hoàng. Lão tổ tông bỗng nhiên như vậy lại đây, lại còn có ngồi xuống muốn cùng hắn hào hào liêu vừa lật tư thế này, này nên không phải là muốn triệt hắn cái này hoàng đế đi. Bác Yến đế càng muốn, nội tâm càng là hoàng một đám hắn cùng nhà mình bên người đại thái giám liếc nhau đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến hoảng loạn chi sắc mà lúc này hồ diên lão tổ rốt cuộc sâu kín thở dài ai bác yến đế ngài lão nhưng thật ra nói nha không ngài lão vẫn là đừng nói nữa đi hắn không dám nghe liền ở bác yến đế thấp thỏm bất an thời điểm hồ diên lão tổ đột nhiên hỏi hắn người cảm thấy quân gia kia tiểu tử như thế nào quân gia kia tiểu tử ai quân quân lâm nguyên? bác yến đế lắp bắp hỏi Hồ Diên lão tổ trừng hắn liếc mắt một cái. Hảo hung ô ô bác yến đế tâm run run, nội tâm lại ở nhanh chóng suy tư. Lão tổ tông đột nhiên hỏi quân lâm uyên làm cái gì? Hắn lão nhân ra đối quân lâm uyên là cái cái gì ý tưởng? Theo lý mà nói, lão tổ tông là bác yến quốc mà quân lâm uyên là quân võ đế quốc. Quân võ đế quốc gia như vậy cái tuyệt thế thiên tài, lão tổ tông chưa chắc sẽ cao hứng. Bởi vì bực này với bác yến quốc tương lai có một cái thật lớn uy hiếp tồn tại nhưng cố tình quân lâm uyên cùng phượng vũ quan hệ cắt không đứt gỡ càng rối hơn nhìn như thân mật chung lại lộ ra như vậy điểm quái dị phượng vũ lại là lão tổ tông sùng ái nhất tiểu sư muội cho nên này muốn nói như thế nào mới hợp lão tổ tông ý đâu không đợi bắc yến đế lý xuất đầu tự tới một bên hô diên lão tổ đã dẫn đầu mở miệng hắn lão nhân ra thở dài nói kỳ thật kia quân tiểu tử cũng không thật tốt đi lớn lên vậy như vậy bác yến đế trong lòng một trận kích động lão tổ tông đây là đối quân lâm nguyên ấn tượng không hào a à, này nhưng mẹ nó thật tốt quá bác yến đế vội gật đầu chính là chính là lớn lên cũng liền như vậy hồ diên lão tổ vuốt cằm lại nói ta xem hắn tu vi cũng là lơ lỏng bình thường cái này cái này bác yến đế đúng vậy đối tu vi lơ lỏng bình thường thực hồ diên lão tổ tính cách cũng không tốt bác yến đế đúng vậy tính cách không tốt còn sẽ cuồng hóa nguyên lai lão tổ tông không thích quân lâm uyên a ah, ha ah, ah, ha ah, ha một khi đã như vậy kia chẳng phải là có thể không đợi bác yến đến nội tâm kích động xong hồ diên lão tổ lại chừng hắn một cái người hạt a à, lão tổ tông chừng mắt bác yến đế bị răn dậy bác yến đế hồ diên lão tổ luận diện mạo liền quân lâm uyên như vậy ngươi tìm ngươi lại đi tìm trên đại lục có thể tìm tới cái thứ hai tính ta thua bác yến đế bị huấn run bần bật hồ diên lão tổ còn có kia tu vi kia thiên phú trên đại lục có thể tìm được cái thứ hai này lão tổ tông vị trí cho ngươi ngồi bị dân dậy sắc mặt trắng bệch bác yến đế hắn mau khóc rõ ràng là lão tổ tông ngài chính mình nói nha quân lâm nguyên này không được kia không tốt ta còn không phải là cùng phong nói hai câu sao như thế nào liền mắng ta đâu hồ diên lão tổ chừng bác yến đế mắng ngươi ngươi còn không phục Bác yến đế vội vàng nói, không, không có không phục, không có không phục nhưng hắn nội tâm ủy khuất đã chết, thật sự, lão tổ tông ngài chính mình định nhạc dạo A, này đều do ta. Bỗng nhiên, bác yến đế trong lòng hiện lên một đạo linh quang, ta cái sát, hắn biết sao lại thế này. Lão tổ tông này, này không phải cha vợ xem con dề tâm thái sao. Các loại bắt bẻ tiểu nữ tế này không hào kia không tốt nhưng người khác nói một câu không tốt, hắn liền cùng ngươi sốt ruột, xích mi mặt đỏ ấn đầu huấn, nhưng đổi chính hắn đi lại tiếp tục chọn này tiểu nữ tế thứ này không hào kia không tốt kỳ thật kia nội tâm đi là có điểm an tiểu nữ tế giấm đi quả nhiên hồ diên lão tổ lại lần nữa mở miệng chính là hắn còn sẽ cuồng hóa đâu vạn nhất lần sau cuồng hóa thương đến nhà của chúng ta tiểu vũ làm sao bây giờ còn có a à, hắn về sau là phải làm hoàng đế vạn nhất gấp tiểu nha đầu ủy khuất chịu làm sao bây giờ còn có a à, nhìn chính mình trong mắt thần giống nhau lão tổ tông ở kia lại nhảy giống cái dân gian gà nữ tiểu lão đầu giường như bác yến đế cũng là cảm thấy quá thần kỳ hắn hắn thực sự có điểm phản ứng không kịp a tấu trương xong chương 3945 trở về bắc cảnh thành ngự thiếu niên người nói chuyện a hồ diên lão nhân trừng mắt bác yến đế bác yến đế a a đối, cái này cái gì quân lâm nguyên, ta coi là khá tốt nói còn chưa dứt lời, tao tới lão tổ tông một đốn xem thường. Kia cái gì kỳ thật cũng không thật tốt, ta coi, cũng liền như vậy có lẽ còn có càng tốt lời nói còn chưa nói xong, lại tao tới lão tổ tông chừng. Hơn nữa hắn lão nhân ra còn hung, kia đôi mắt chừng mắt muốn ăn thịt người dường như, vấn đề là, hắn lão nhân ra thực sự có này năng lực a một cái tát đi xuống toàn bộ bác Yến đều sẽ sụp năng lực. Tính tính, cùng ngươi nói không rõ. Hồ Diên lão tổ ghét bỏ biểu môi, đứng lên, đôi tay bối ở sau người chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mới đi rồi hai bước hắn lại dừng lại bước chân, quay đầu lại xem xét bác Yến đế liếc mắt một cái. Bác Yến đế vội theo sau, cười nịnh ngọt. Hồ Diên lão tổ hừ hừ hai tiếng. Kia tiểu tử luận thiên phú luận dung mạo luận cái gì? người đi phía trước số một trăm năm, sau này số một trăm năm, ngươi đều tìm không ra cái thứ hai. Bác Yến đế là 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 hồ diên lão tổ ngươi đừng bị ghen ghét nhà ngươi khuê nữ không này mệnh đừng mơ ước nhìn một cái này ngữ khí còn mang theo đắc ý đâu bác yến đế chỉ cảm thấy đồ gối chúng một thương hắn dám khẳng định lão tổ tông phía trước khẳng định là nghe được hắn cùng nhô tích đối thoại nhô tích xong rồi quả nhiên hồ diên lão tổ cười lạnh một tiếng dám ám sát nhà của chúng ta tiểu nha đầu a à, lá gan phì a à. bác yến đế một chữ cũng không dám hố Hồ Diên lão tổ cõng đi, vừa đi một bên để lại một câu kia tiểu tử, xem ai dám đoạt. Còn uy hiếp thượng đâu Phượng Vũ cùng quân Lâm Nguyên đều chuẩn bị hồi quân võ đế quốc. Đường Phượng Vũ đem chuyện này cùng Hồ Diên lão tổ vừa nói, lão nhân ra tức khắc sụ mặt, không rất cao hứng. Phượng Vũ lôi kéo Hồ Diên lão tổ ống tay áo một hồi khuyên. Nhưng lão nhân ra vẫn là bản một khuôn mặt, không cao hứng đâu. Phượng Vũ nói, ngài lão nhân ra kia cái gì tu vi a, à, tưởng ta, hưu một tiếng, tùy thời đều có thể đến quân võ đế quốc nha, khoảng cách đối ngài này cao thủ tới nói, kia còn tính khoảng cách sao? Còn không cùng nhà mình hậu hoa viên dường như. Hồ Diên lão tổ tưởng tượng, xác thật cũng là về sau nếu kia tiểu tử dám khi dễ ngươi, làm người cho ngươi lục sư huynh truyền tin. Hồ Diên lão tổ một bên đối Phượng Vũ nói, một bên chừng mắt nhìn bắt cóc nhà hắn tiểu sư muội người liếc mắt một cái. Phượng Vũ ân 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 kia khẳng định ai dám khi dễ ta nha. Đến nỗi quân lâm nguyên hắn ai nha lục sư huynh, ngài lời này nói, giống như hắn là ta ai ai là hô diên lão tổ tốt nhất không phải. Phượng Vũ, khụ khụ. Được rồi được rồi, chạy nhanh đi, đi rồi bất lo, liền ngươi nha đầu này, quá nháo tâm. Lão nhân ra hướng Phượng Vũ vẫy vẫy tay, cõng đi liền phải vào nhà. Lục sư huynh, Phượng Vũ lộc cộc chạy đi lên, bám vào hắn bên tay nói một câu hồ diên lão tổ trước mắt sáng người thật sự phượng vũ ân ân vốn dĩ ta cho ngài viết một phần nhưng sau lại ngẫm lại ngài hẳn là sẽ càng thích sư phụ hắn lão nhân ra thân thủ viết kia phân cho nên liền cho ngài phóng kia hồ diên lão tổ cõng đi lộc cộc liền vào nhà đi cái gì tiểu sư muội đều cấp quên hết phượng vũ cùng quân lâm uyên ngồi trên xe ngựa này chiếc xe ngựa là huyền dịch ngàn dặm xa xôi vận tới phía trước phượng vũ bọn họ xuất phát chính là này chiếc xe ngựa giảm sóc Quân Lâm Nguyên hiện tại nội thương còn chưa khỏi hẳn yêu cầu nằm tĩnh dưỡng, cho nên nhất yêu cầu này chiếc giảm sóc xa hoa xe ngựa. Phượng Vũ Nguyên bản tưởng cưỡi ngựa, lưu quân Lâm Nguyên một người nằm ở trong xe. Nhưng quân Lâm Nguyên cái này đại ma vương luôn có biện pháp làm Phượng Vũ cam tâm tình nguyện tiến thùng xe bồi nàng. Phượng Vũ tiến vào sau, phát hiện quân Lâm Nguyên vẫn luôn tò mò nhìn nàng. Liền nói, ngươi rất tò mò. Quân Điện Hạ cúi đầu xem chính mình thư, ngạo kiều mặt ai tò mò phượng vũ phụt một tiếng cười quân tiểu uyên hiện tại cũng sẽ tò mò đâu tồn tại càng ngày càng giống một người mà không phải bầu trời thần chỉ dường như phượng vũ dựa vào xe vách tường ở phần eo lót cây gối dựa tìm cái nhất thoải mái tư thế lúc này mới nói phía trước không phải cho ngươi chữa trị chu tiên kiếm sao cho nên cầm lục sư huynh một khối thần tiết nhưng lại không thể lấy không đến còn điểm cái gì đi ta liền nghĩ đến sư phụ thư tay một phần luyện khí quyết liền cầm đi đưa cho lục sư huynh hắn tưởng sư phụ tưởng đều mau khóc này phân sư phụ thân thủ sở tư luyện khí quyết lúc trước cũng là cho ta vỡ lòng dùng cũng thế cấp lục sư huynh lưu một phần niệm tưởng đi quân điện hạ nga một tiếng còn không quên ngạo kiều một câu kỳ thật ngươi có thể không giải thích phượng vũ tại nội tâm tấm tắc hai tiếng không giải thích không giải thích ngài vị này thái tử điện hạ sẽ không vẫn luôn biệt nữ Phượng Vũ hiện tại chính là phát hiện. Quân Lâm Uyên nhưng keo kiệt đâu, hơi không bằng hắn ý, hắn liền cấp bãi sắc mặt như hắn ý đi, lại một bộ ta không muốn nghe bộ dáng, thật là chết ngạo kiều, cầu tính tình. Phượng Vũ Nga một tiếng, ta đây về sau liền không giải thích. Quân Lâm Uyên, sinh khí, cúi đầu đọc sách. Phượng Vũ thấy hắn nhíu mày, banh mặt, không khỏi cười ra tiếng, Quân Lâm Uyên. Người là tiểu hài tử sao? Quân Lâm Uyên chừng mắt Phượng Vũ lướt mắt một cái, không nói lời nào phượng vũ cười lớn hơn nữa thanh quân tiểu uyên có hay không nói ngươi thực đáng yêu còn quân tiểu uyên vẫn luôn muốn làm ba ba quân đại ma vương liếc phượng vũ liếc mắt một cái vành tai lại lơ đãng có chút đỏ bất quá hắn lại ở trong lòng nhớ kỹ tiểu bút ký một mục cửu châu cũng chưa chết nhị mục cửu châu mười năm trước còn sinh động tam mục cửu châu đối tiểu phượng vũ rất quan trọng nghĩ đến đệ tam điểm thiếu niên sắc mặt lại có chút khó coi xe ngựa chạy tốc độ so trong tưởng tượng muốn mau một ít ở trên đường hành tẩu non nửa tháng sau, bọn họ đi vào quân võ đế quốc biên cảnh. Bắc Cảnh Thành, Bắc Cảnh Thành, ở quân võ đế quốc Tây Bắc Thiên Bắc địa khu từ vị trí này đi 800 dặm bên ngoài là Đông tang Quốc. Mới vừa vào Bắc Cảnh Thành, phong tầm hài hước thanh âm liền truyền đến tiểu phượng vũ, nếu không chúng ta đi khu rừng hắc ám đi một chuyến. Khu rừng hắc ám chịu tải bọn họ này nhóm người không ít ký ức lúc trước phượng vũ chính là ở khu rừng hắc ám sắm vai xấu nha đầu lừa phong tầm hố quân lâm uyên cướp đi tiên linh quả hiện tại phong tầm nhắc tới chuyện này còn ngứa răng đó là phượng vũ cùng bọn họ lần đầu gặp mặt phượng vũ tưởng quả nhiên là ấn tượng khác sâu phượng vũ cười rộ lên lúc ấy một con con ưng khổng lồ đều có thể bức chúng ta thảm hề hề khi đó quân lâm uyên còn cùng con ưng khổng lồ quyết đấu đâu đúng rồi kia con ưng khổng lồ cái gì thực lực nha phong tầm nói linh lãnh thổ một nước Phượng Vũ kinh ngạc quân Lâm Uyên hai năm trước linh lãnh thổ một nước hiện tại chính là linh thánh cảnh đình. Này tấn chức tốc độ cũng quá dọa người đi. Phong tầm liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, người còn nói người khác. Từ đế đô xuất phát thời điểm ngươi mới linh lãnh thổ một nước sơ dai, hiện tại ngươi đã là linh lãnh thổ một nước đình. Ngươi nói ngươi dọa người không dọa người. Một bên huyền dịch ôm kiếm yên lặng ở trong lòng thở dài hắn trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng là có kỳ ngộ vẫn luôn đang bế quan tu luyện nguyên tưởng rằng người so người thật là không đề cập tới cũng thế chúng ta đêm nay tại đây trụ một đêm phong tầm đề nghị đã liên tục đi rồi ba ngày lại không cho ta thành thật kiên định ngủ giường ta muốn kiên trì không được phượng vũ rời đi bắc cảnh thành cũng đã hơn một năm lần này khó được trở về nàng đang chuẩn bị hào hào dạo một đi dạo nghe vậy đôi mắt đó là sáng ngời bất quá đội ngũ có thể làm chủ chính là quân Lâm Uyên, nàng nói tính toán. Vì thế nàng liền quay đầu nhìn quân Lâm Nguyên, chính là vị này quân Điện Hạ giờ phút này chính nằm nghiêng ở mềm tòa thượng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn quyển sách trên tay. Tự hồ xem phi thường mê mẩn, quân Lâm Uyên, phượng vũ mắt trông mong nhìn quân Điện Hạ. Quân Lâm Uyên một ánh mắt đều không có cho nàng, quân ca 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 ca, phượng vũ nhu nhược đáng thương nhìn hắn, khụ khụ bên ngoài nghe được thanh âm phong tầm nhịn không được muốn cười cầu người phượng tiểu vũ liền cùng một con thu hồi móng vuốt miêu mễ dường như còn sẽ làm nũng đâu. Phượng vũ khi muốn đánh phong tầm, phá hư nàng tiết tấu. Quân Lâm Nguyên lại ngạo kiều liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, liền như vậy tưởng lưu một đêm. Phượng Vũ ân đâu ân đâu. Phượng Vũ lòng tràn đầy cho rằng Quân Lâm Nguyên người sáng lập hội chịu đâu, kết quả thằng nhãi này cư nhiên liếc nàng liếc mắt một cái sau, lắc đầu. Lắc đầu, như vậy sao được? Phượng Vũ bẹp cái miệng nhỏ, giống chi tiểu đáng thương, buông xuống não không xem người. Bỗng nhiên, một bàn tay giật nhẹ nàng bím tóc. Tề Phượng Vũ ăn đau, nhăn khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu, kết quả đối diện vị kia lớn lên cực hảo xem thiếu niên mở miệng. Xuống xe, hắn liền đơn giản hai chữ. Thiếu nữ đôi mắt sáng ngời, chính người đáp ứng. Kỳ thật Phượng Vũ biết, này dọc theo đường đi quân Lâm Uyên vẫn luôn ở mệnh lệnh lên đường, hắn nhất định có mau hồi quân võ đế quốc lý do thấy quân lâm uyên bất đắc dĩ gật đầu phượng vũ xông thẳng bên ngoài kêu phong tiểu tầm đi nhà ta nhà cũ đêm nay thượng trụ chỗ đó phượng tộc ở bắc cảnh thành nhà cũ chỉ có một trông cửa lam bá ở còn lại người đều tùy phượng vũ hồi đế đô lam bá nhìn đến phượng vũ kinh ngạc thiếu chút nữa nhận không ra lam bá không quen biết ta sao phượng vũ cười hì hì từ trên xe ngựa nhảy xuống đối lam bá gật gật đầu ngũ tiểu thư là ngũ tiểu thư đã trở lại Lam bá kích động thanh âm run rẩy, nhận ra tới. Lão nô nhận ra tới, là nhà chúng ta Ngũ tiểu thư đâu. Phượng Vũ đang muốn chạy tiến chính mình ra nhà cũ thời điểm, bỗng nhiên, thùng xe nội truyền đến một trận ho khan thanh. "Nha, thiếu chút nữa đem Quân Lâm Uyên cấp đã quên Phượng Vũ vội chạy về đi." Click mở ấn vặn, một cái sạch sẽ chân bàn đạp từ trên xe ngựa kéo dài mà xuống. Sau đó Lam Bá liền nhìn đến nhà hắn Ngũ Tiểu Thư chui vào thùng xe, thực mau, nàng liền đỡ một người một người nam nhân. Nàng thật cẩn thận đỡ một thiếu niên ra thùng xe, cũng tay chân nhẹ nhàng đỡ hắn hướng trong viện đi đến. Này không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hơn nữa nhà bọn họ Ngũ Côn Nương nhìn như thế nào cùng cái tiểu nha hoàn dường như. Lam Bá trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Gì, này không phải? Lam Bá kinh hô đúng rồi đúng rồi hơn một năm trước quân điện hạ cùng phong tiểu vương ra bọn họ liền tới qua phượng tộc nhà cũ lúc ấy vẫn là hắn xem môn đâu cho nên nhớ rất rõ ràng lam bá trong lòng có chút nghi hoặc nhớ rõ lúc ấy ngũ tiểu thư cùng quân điện hạ cũng không quen thuộc a chính là hiện tại nhìn tự hồ thực thân cận đâu đây là bọn họ phượng tộc phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sao lam bá kích động hỏng rồi phượng vũ đỡ quân lâm uyên một bên đỡ một bên hỏi ngươi hành động không thành vấn đề sao có thể hay không tác động miệng vết thương, có cần hay không làm phong tầm bối ngươi. Phượng Vũ là thật sự lo lắng, bởi vì quân lâm nguyên nội thương quá nghiêm trọng nếu thay đổi một người khác lúc này đã sớm đã game over. Đúng vậy quân lão đại, nếu không ta gõng ngươi đi. Phong tầm vội vàng mở miệng. Kết quả nhà hắn quân lão đại lại hoành hắn liếc mắt một cái kia Trương Tuấn Nhan kéo xuống tới, đôi mắt hắc trầm thâm trầm, lóe ánh đao. Phong tầm tức khắc túng xúc xúc cổ hắn như thế nào lạp hắn hắn cũng là quan tâm quân lão đại nha. Huyền dịch tức giận liếc nhìn hắn một cái. Liền huyền dịch đều ghét bỏ hắn ô ô ô, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền đến. Thái, hảo ngươi chỉ hỏa vân cự ưng, còn dám ở bản công tử trước mặt xuất hiện, đi xuống cho ta. Hỏa vân cự ưng, rất quen thuộc tên. Phượng vũ đoàn người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy giữa không trung một con thật lớn ưng, dương cánh bay lượn hỏa vân cự ưng rũ vân chi gánh triển khai mặt đất bị một bóng ma bao phủ mà hỏa vân cự ưng phía sau đuổi theo người kia thế nhưng cũng là người quen ngự minh giả thế nhưng là hắn phong tầm tỏ vẻ quá thần kỳ quá xảo đi phượng vũ nhìn hỏa vân cự ưng ở giữa không chung bay lượn mà qua mà ngự minh giả ở nó mặt sau theo đuổi không bỏ chỉ cảm thấy thần kỳ cực kỳ cố tình phong tầm còn ở bên cạnh nhắc nhở nàng. tiểu a à vũ kia chỉ ưng a à hỏa vân cự ưng ngươi không nhớ rõ sao lúc ấy nó ngậm ngươi bay đến giữa không trung phong tầm vẻ mặt hưng phấn lôi kéo phượng vũ phượng vũ hắc một khuôn mặt như vậy khứu sự để nó làm gì phong tầm nhiều sẽ không xem người sắc mặt a à, hắn thấy phượng vũ không để ý tới hắn giơ tay liền chiều ngự minh giả bên kia kêu uy họ ngự ngươi được chưa a à, liền chỉ phá ưng đều làm không được Ngự Minh Dạ cùng Hòa Vân Cự Ưng đang ở toàn bộ Bắc Cảnh Thành trên không lăn lộn, nháo Bắc Cảnh Thành người sôi nổi tránh né ở nhà, run bần bật. Mà lúc này, không ít người nghe được Phong Tầm nói. Ngự Minh Dạ cùng Hòa Vân Cự Ưng cũng nghe tới rồi. Bọn họ động tác nhất trí hướng Phong Tầm nơi phương hướng nhìn lại. Ngự Minh Dạ nhìn đến ai không biết nhưng là Hòa Vân Cự Ưng lại liếc mắt một cái liền thấy được Phượng Vũ. Hải Nha, là nàng là nàng cư nhiên là nàng. Hỏa vân cự ưng trong đầu hiện lên chính là hơn một năm trước cảnh tượng, khi đó nó chính là ngậm cái này tiểu nha đầu kết quả cư nhiên bị này tiểu nha đầu trốn thoát. Sau lại nó trộm trốn tránh xem, phát hiện tiểu nha đầu cùng mặt sau đuổi giết hắn thiếu niên rất quen thuộc, hơn nữa cái kia thiếu niên còn thực lấy lòng kia tiểu nha đầu đâu. Con tin, cần thiết chảo nàng đương con tin. Hắc hắc hắc, giữa không trung hòa vân cự ưng đắc ý nhếch miệng cười, mà xuống trong nháy mắt nó đã chiều phượng vũ lao xuống mà đi gì hỏa vân cự ưng nhìn đến vượng vũ bên người đứng một người người kia là ta trịt thảo tập võng tự nhiên là lúc trước rất lợi hại hắc kiếm thiếu niên hỏa vân cự ưng sợ tới mức thiếu chút nữa xoay người liền chạy nhưng nó thực mau phản ứng lại đây không đúng này hắc kiếm thiếu niên cùng này xui xẻo thiếu nữ không phải một quải, lúc trước chính mình bắt này xui xẻo thiếu nữ uy hiếp hắn hắn căn bản là không thèm để ý còn làm chính mình giết này xui xẻo thiếu nữ cho nên hắn hẳn là sẽ không quản, đúng không? Mắt thấy cháy vân con ưng khổng lồ liền phải hướng gần phượng vũ, ngự minh giả dồn dập thanh âm truyền đến tiểu vũ, tránh ra. Nhưng là, ngự minh giả không nghĩ tới chính là, phượng vũ nhìn chầm chầm này chỉ hỏa vân cự ưng, đôi mắt lại lấp lánh sáng lên. Quân tử báo tù 10 năm không muộn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Hỏa vân cự ưng a à, hỏa vân cự ưng, muốn ta nói như thế nào ngươi mới hảo đâu tấu chương xong. Chương 3946 tình địch 1. Hỏa Vân Cự Ưng chiều phượng Vũ đáp xuống, nó lòng tràn đầy cho rằng Phượng Vũ nha đầu này dễ, khi dễ chính là liền ở nó cơ hồ mau bắt được Phượng Vũ thời điểm. Hỏa Vân Cự Ưng chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, đối thượng Quân Lâm Uyên cặp kia thâm trầm đôi mắt. Không đợi Hỏa Vân Cự Ưng phản ứng lại đây, Phượng Vũ đã bay vọt dựng lên. Phanh lại thấy Phượng Vũ từ trên cao nhảy xuống, một chân đạp lên Hỏa Vân Cự Ưng phía sau lưng thượng. Lại thấy mặt đất một trận bụi đất phi dương, chờ bụi đất tan đi, mọi người liền thấy Phượng Vũ một chân đứng mặt đất, một cái chân khác tác đạp lên Hỏa Vân Cự Ưng trên đầu. Hỏa Vân Cự Ưng mặt dán mặt đất, nghiêng ánh mắt nhìn thiếu nữ, đầu óc hoàn toàn là ngốc. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hỏa Vân Cự Ưng như thế nào đều không muốn tin tưởng thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Như thế nào liền không khả năng? Phượng Vũ cười tùm tìm nhìn nó. Ngươi, ngươi không phải phế tài sao? Một chút linh khí đều không có cái loại này phế tài sao? Hỏa vân cự ưng khí cắn răng, chính là ngươi hiện tại thực lực nhất chiêu A. Nàng gần chính là nhảy dựng lên, sau đó liền chế phục nó, cái này kêu nó như thế nào tin tưởng? Phượng Vũ đạm đạm cười, hơn một năm trước ta là phế tài là thật. Hiện tại một chân dẫm ngươi, cũng là thật. Nói xong, Phượng Vũ tu hồi chân mà hỏa vân cự ưng cũng thừa dịp lúc này chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy bất quá nó không dám đi bởi vì nó một chân là có thể dẫm chết nó cái này tiểu nha đầu chính cười tùm tìm nhìn nó tươi cười nguy hiểm cực kỳ người người rốt cuộc ăn cái gì đồ vật đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy hỏa vân cự ưng không tin một người có thể chống rỗng trở nên như vậy lợi hại phượng vũ cười tùm tìm nhìn nó không đợi nàng nói chuyện hỏa vân cự ưng phía sau thiếu niên liền như đạn pháo nhằm phía phượng vũ Tiểu A Vũ, Tiểu A Vũ, thiếu niên tràn đầy sán lạn tươi cười, lộ ra hai viên tiết sắc răng nanh, nhìn khiến cho nhân tâm tình hào. Phượng Vũ cũng chú ý tới ngự minh giả, không thể không nói, ngự minh giả thật sự quá có thiếu niên cảm, cả người như ấm dương giống nhau chiếu rọi ấm áp mà ấm áp. Ở Phượng Vũ chi nhớ, ngự minh giả giúp nàng rất nhiều lần, mà nàng giống như mỗi lần đều hố hắn cố tình mỗi lần ngự minh giả nhìn đến nàng còn tặc hưng phấn mà lần này nếu không phải gặp được hắn. Phượng Vũ đều mau đã quên người này rồi. Nghĩ vậy, Phượng Vũ nội tâm hiện lên một mặt áy náy cảm bởi vậy đối ngự minh giả thái độ cũng là cực hảo. Nguyên lai người cũng ở chỗ này nha. Phượng Vũ cười đối hắn nói. Ân nha ân nha, thiếu niên là quan hoạt bát thiên chân vô tà cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt bởi vì nhìn thấy Phượng Vũ hưng phấn trên mặt hắn lộ ra điểm hồng. Đôi mắt càng là cười mị, người nói người nói, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xảo sự đâu ta hôm qua nằm mơ mơ thấy ngươi, cho nên lại đây bắc cảnh thành chơi, không nghĩ tới liền gặp ngươi. Ngươi nói chúng ta tới có phải hay không tâm hữu linh tê nhất điểm thông? Ha 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 ha. Đứng ở cách đó không xa người nào đó, đôi mắt đã hắc trầm hắc trầm hạ tới. Cố tình Phượng Vũ còn không có ý thức được nàng thấy ngự minh giả trên tóc lây dính một cây ưng mau thói quen tính giơ tay đi gỡ xuống, nàng đối ngự minh giả cảm giác tựa như đối tiểu thất dường như. Thuần đệ đệ cảm giác nhưng là nàng lại không biết này nhất cử động phanh duỗi đầu tò mò xem bát quái hỏa vân cự ưng chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ chiều nó đánh úp lại nó thật lớn ưng thân nháy mắt sau này bay ngược phanh một tiếng hỏa vân cự ưng thật mạnh tạp dừng ở mặt đau nó mặt đều mau nhăn thành một đoàn sao hồi sự sao hồi sự nó còn không phải là tò mò điểm sao ai đánh nó tấu trương xong chương 3947 tình địch 2. Hỏa vân cự ưng này tiếng vang, tức khắc kinh động Phượng Vũ. Phượng Vũ quái dị ánh mắt nhìn hỏa vân cự ưng đúng lúc này, phong tầm một trận kinh hô, quân lão đại, quân lão đại ngươi làm sao vậy? Lại thấy phong tầm bước nhanh sông lên đi, một phen đỡ lấy quân lâm uyên. Quân lâm uyên. Ngự Minh dạ tầm mắt chuyển tới quân Lâm Uyên bên người, hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Vũ xem, còn không có chú ý tới nguyên lai like quân Lâm Uyên cũng tại đây đâu. Chính cái gọi là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, người thiếu niên từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến quân lâm nguyên bắt đầu, liền tiến vào đề phòng trạng thái, khuôn mặt nhỏ banh gắt gao. Tay phải ấn kiếm, khẩn trương hề hề trừng mắt quân lâm nguyên. Tự hồ một lời không hợp liền phải rút kiếm. Mà giờ phút này phượng vũ nàng ở phong tầm hô lên tới trong nháy mắt cũng đã xoay người hướng quân lâm nguyên chạy tới. Nàng nhìn đến quân lâm nguyên ném ra phong tầm nâng mà bởi vì dùng sức. Chính hắn bước chân lảo đảo một chút. Phượng Vũ vội đỡ lấy quân Lâm Uyên một khắc sườn tay. Trên mặt mang theo khẩn trương thần sắc ngươi làm sao vậy? Lại đau đớn sao? Lần này miệng vết thương ở nơi nào? Bụng, phần vai, vẫn là trái tim bộ vị. Ta à, không phải theo như ngươi nói sao? Không cần lộn xộn, không cần lộn xộn. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy không yêu quý chính mình đâu? Phượng Vũ một bên lại nhảy nhác mãi, một bên sờ biến nàng vừa rồi nói vài chỗ miệng vết thương sở xong sau, nàng mới phun ra một hơi, như chút được gánh nặng nói, cũng may không có quá nghiêm trọng. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Phượng Vũ quan tâm xem xét quân lâm nguyên thân thể thời điểm, vị này quân điện hạ ánh mắt lại khiêu khích liếc ngự thiếu niên liếc mắt một cái, đem ngự minh giả cấp khí thương. Quân lâm nguyên người như vậy sẽ bị thương, sẽ một bộ không đứng được lào đảo bộ dáng, liền tính hắn thật sự bị thương phi thường nghiêm trọng, hắn chăng cũng sẽ giả bộ không có việc gì người bộ dáng hảo sao cho nên ngự minh dạ có lý do tin tưởng quân lâm uyên cố ý sau đó ngự minh dạ liền nhìn đến quân lâm uyên cặp kia cười như không cười đôi mắt đắc ý quân lâm uyên ngươi còn đắc ý ngự minh dạ khí bất quá hắn xông lên đi bắt lấy phượng vũ gấp giọng nói tiểu vũ ngươi đừng bị hắn lừa hắn cố ý phượng vũ chừng mắt nhìn ngự minh dạ liếc mắt một cái ngươi đừng nói bậy hắn thật sự bị thương ngự minh dạ khó có thể tin chừng mắt phượng vũ trước kia tiểu A Vũ không phải đều đứng ở hắn bên này, cùng hắn cùng nhau chống lại quân Lâm Nguyên sao? Nàng, nàng như thế nào sẽ? Phượng Vũ nhìn đến ngự minh dạ vẻ mặt bi phẫn bộ dáng, thanh âm không khỏi phóng mềm, hắn thật sự bị thương, thiếu chút nữa không đã cứu tới đâu, ngươi đừng tức giận hắn. Sau đó ngự minh dạ liền nhìn đến quân Lâm Nguyên trên mặt hắn một bộ bị thương rất nghiêm trọng bộ dáng, dựa ở Phượng Vũ trên người. Quân Lâm Nguyên ngươi diễn, ngươi tiếp tục diễn. Ngự Minh Dạ chỉ vào Quân Lâm Nguyên, quả thực nói không ra lời. Vô sỉ. Quân Lâm Nguyên quá vô sỉ, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được một bên trào phúng chính mình, một bên ở Phượng Tiểu Vũ trước mặt trang gầy yếu. Cố tình tên ngốc này Tiểu A Vũ. Nàng cư nhiên một chút đều nhìn không ra tới, nàng không chỉ có nâng Quân Lâm Nguyên, còn đối hắn hỏi Han Ân cần, ngươi còn đi động sao? Dựa vào ta điểm, đừng sợ, ta có thể chống ngươi chúng ta trước vào nhà ta phải cho ngươi toàn thân trên dưới hào hào kiểm tra một chút. ân, thiếu niên trả lời miễn miễn cưỡng cưỡng. sau đó ngự minh dạ liền nhìn trước mắt này một cao một thấp bóng dáng cơ hồ rán sát ở bên nhau, cho nhau nâng vào phòng như vậy thân mật khang khít, mật không thể phân. tiệp thế chưa thâm thiếu niên tựa như bị xét đánh giống nhau, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ thậm chí quên mất nên có phản ứng. tấu trương xong. chương 3948 tình địch ba. Cố tình vị kia quân lâm uyên, hắn còn quay đầu lại ném cho chính mình một cái cười như không cười ánh mắt. Chào phúng, khiêu khích, đắc ý, khoe ra, ngự minh giả cảm thấy đều có. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, nội tâm tiểu nhân ở ngao ngao kêu. Phong tầm vỗ vỗ ngự minh giả bả vai. Ngự minh giả khí đem phong tầm tay ném ra. Uy uy ta nói ngự tiểu đêm, ngươi ở khí cái gì? Này có cái gì tức giận? Còn không phải là Tiểu Phượng Vũ cùng nhà ta quân lão đại tình chàng ý thiếp bị rực song phi sao như thế nào nghe đều cảm thấy Phong Tầm lời nói lộ ra đắc ý. Ngự Minh giả khí chừng mắt nhìn Phong Tầm liếc mắt một cái. Phượng Vũ vô tội nhìn hắn, buông tay. Ngự Minh giả khí đỏ mắt chỉ vào phía trước nhà ở Quân Lâm Uyên, ta sẽ không thua cho ngươi. Ngươi cho ta chờ, nói, Ngự Minh giả bị chọc tức chạy trốn. Phòng trong, Phượng Vũ nghe được thanh âm, nàng vội mở ra cửa sổ, nhưng nàng chỉ nhìn đến ngự minh giả phi thân chạy đi bóng dáng vừa quay đầu lại, nàng nhìn đến quân lâm uyên đôi tay gối lên sau đầu. Khóe mắt đuôi lông mày đều dơ lên, giống chỉ phải ý tiểu thú. Phượng Vũ hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm quân lâm uyên, ngự tiểu đêm bị ngươi khí chạy đâu. Quân lâm uyên ngó Phượng Vũ liếc mắt một cái, ngự minh giả. Phượng Vũ, ngự tiểu đêm, quân lâm uyên, không chuẩn. Phượng Vũ hừ nhẹ một tiếng, quân lâm uyên, ngươi đừng quá, khi dễ hắn, hắn vẫn là cái hài tử, cùng ngươi không giống nhau. Quân Điện Hạ rõ ràng có chút không cao hứng, như thế nào liền không giống nhau. Phượng Vũ ngồi ở quân lâm uyên trước mặt nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, hắn đơn thuần thiện lương, thiên chân vô tà thiệp thế chưa thâm quân Điện Hạ nhíu mày. Trong phòng không khí dần dần lạnh băng xuống dưới. Phượng Vũ lại không hề sở giác, tiếp tục nói, ngươi xem, mỗi lần kêu muốn cùng ngươi quyết đấu, lại luôn là bị ngươi khi dễ, rồi sau đó lại càng 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 hăng ta đều thế hắn khổ sở. Quân Lâm Nguyên bản mặt hơi hơi đẹp một chút. Phượng Vũ lại nói, mỗi lần đều là ngươi khi dễ hắn, khi dễ hắn đều mau khóc, sau đó khí đỏ mắt chạy trốn ta này nhìn đều có điểm không đành lòng đâu. Quân Điện Hạ lại sụ mặt. Phượng Vũ lại nói, ta nhìn hắn, tựa như nhìn tiểu thất dường như, cùng chính mình thân đệ đệ dường như, chỉ hy vọng hắn quá tốt một chút đệ đệ sao. Nguyên bản hắc trầm khuôn mặt người nào đó, lại có chút thả lỏng lại. Lần này cũng không biết hắn chạy đi đâu. Thấy hắn một mặt không dễ dàng Phượng Vũ có chút tiếc nuối nói ta có chút lời nói muốn công đạo hắn đâu. Hắn tính tình tuy rằng đại nhưng tới mau đi cũng mau cho nên ta tưởng hắn đêm nay hẳn là còn sẽ đến quay đầu lại ngươi nhưng đừng lại đem hắn khi dễ đi rồi quân lâm uyên hừ hừ hai tiếng cũng không biết đáp ứng không đáp ứng không biết qua bao lâu phượng vũ mí mắt dần dần có chút trọng nàng đang chuẩn bị trải giường chiếu ngủ đã có thể ở thời điểm này quân lâm uyên kêu nàng khát thiếu niên mắt trông mong nhìn hắn phượng vũ nhìn hắn thiếu niên mắt trông mong nhìn hắn Phượng Vũ nhận mệnh đứng lên, tự án kỳ thượng đổ một ly trà thủy, đi qua đi, đưa cho quân Lâm Uyên. Ban đêm giấy cửa sổ thượng, ảnh ngược thiếu nữ động tác. Nhưng mà quân Lâm Uyên lại không tiếp cái ly, mà là lại lần nữa mắt trông mong nhìn Phượng Vũ, ánh mắt kia Phượng Vũ đã hiểu. Đây là muốn nàng uy đâu? Chính là chính ngươi không tay sao? Phượng Vũ chừng hắn. Phía trước còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên muốn nàng uy? nhưng mà phượng vũ không biết chính là giờ phút này nhà nàng đầu tường thượng chính nằm bỏ một viên đầu nhỏ trong bóng đêm ngự minh dạ ghé vào đầu tường nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong phát sinh từng màn hắn nhìn đến phượng vũ châm trà cấp quân lâm uyên uống còn nhìn đến phượng vũ thân thủ uy trà tấu trương xong